Nam chính của chúng ta khi mới 6 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cũng bởi vì biến cố cuộc đời mà em gái anh đã thất lạc. Căng ta mang theo khát vọng trả thù cho cha và tìm được em gái ngày đêm luyện tâm rèn giũa bản thân không ngừng nghỉ. Nguyện vọng lớn nhất cả đời này của anh là phải tìm ra chân tướng sự thật về sự ra đi của cha. Căng ta đang bay lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, hai chân hai tay anh giang ra tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời hiếm có này. Do biến cố cuộc đời, Căng ta đã trở thành trẻ mồ côi khi chỉ là cậu bé 6 tuổi. Gương mặt non nớt của một chú chim non không hiểu sự đời. Một cặp vợ chồng người American đã nhận nuôi Căng ta. Cái tên Michael King từ đó được ra đời. Căng ta chỉ đánh dấu nhẹn cái tên bố mẹ ruột đặt cho vào một góc của trái tim. Sinh sống ở nước ngoài trở thành Hàn Kiều, nhưng Michael King chẳng bao giờ quên được mối hận ngày xưa. Anh vẫn ôm hận trong lòng, quyết tâm vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ xử lý gọn tên đã sát hại bố mẹ đương sinh ra mình. Để tiện ra tay, Căng ta đã lập riêng cho mình một biệt đội. Biệt đội này chuyên đòi nợ thuê có quy mô toàn cầu. Nhiệm vụ hôm nay của anh là đích thân tiến vào hang động của địch giải cứu một cô gái. Căng ta cưỡi ngựa như thời tiền sử, tay cầm kiếm một mình bước vào trong. Dù đối thủ có đông như quân Nguyên Mông nhưng cũng chẳng phải vấn đề với anh hùng của chúng ta. Căng ta nhanh nhẹn dẹp sạch từng tên một. Tên cuối cùng vừa lìa đời, một cảnh tượng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Căng ta. Cô gái tiến tới bá vai bá cổ Căng ta, khen anh làm good job lắm. Như thường lệ sau mỗi trận đấu, tiến sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của Căng ta. Có thể thấy khả năng chiến thắng địch của Căng ta càng ngày càng cao. Hóa ra anh được tiến sĩ đang nghiên cứu và phân tích xung nhịp trong cơ thể khi chiến đấu. Ngày hôm nay Tê Ho đã hạ cánh xuống sân bay Hawaii. Michael cùng cô gái xinh đẹp ban nãy tới hiện trường xem xét tình hình. Bất ngờ ánh mắt Michael va phải một cô gái đang chụp ảnh lén đoàn xe đang tiến tới. Michael quay qua hỏi Vivian người đó là ai, vậy sao hành tung lại bí ẩn như thế. Vivian nặng mông không tự đi mà sai Tennis thay mình đi điều tra. Nhân lúc không khí tại hiện trường đang nhốn nháo, Tennis giả vờ vì quá đông đúc nên đã va phải người cô gái. Với kỹ năng của mình, anh đã thành công lấy được ví tiền của đối phương. Thông tin cá nhân của Bobe cho biết cô là một phóng viên người Hàn Quốc. Thấy không có giá trị lợi dụng, Michael bảo Tennis hãy trả lại ví cho người ta đi, cầm bận tay. Chủ tịch Kang vừa tới hòn đảo Hawaii đã được một đoàn quan chức cấp cao chào đón rất nồng nhiệt. Vivian hóa thân thành người đại diện của khách sạn 5 sao này. Cô lanh lợi dẫn chủ tịch Kang đi một vòng thăm thú khách sạn. Chủ tịch Kang được Vivian book cho một căn phòng VIP bờ rồ nhất ở đây. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn bao trọn nơi này trong một nốt nhạc. Michael ở văn phòng riêng đang theo dõi từng cử chỉ nhất động của Kang. Hội nghị dầu mỏ quốc tế đang diễn ra dưới sự theo dõi sát sao của Michael. Anh phát hiện ra chủ tịch Kang tới đây không phải tham gia hội nghị quốc tế này. Thực chất ông ta tới đây để giao dịch những phi vụ rửa tiền của mình. Michael quan sát từng tí một thì phát hiện ra một người quen. James là người phụ trách quản lý bên khu vực Trung Đông. Hai người cùng xuất hiện vào một thời điểm. Lẽ nào Kang tới đây chính là để gặp James hay sao? Hôm nay tâm trạng của Michael không tốt lắm. Anh đi dạo một mình trên bãi đất trống mênh mông. Michael gặm nhấm từng chút một những mảnh quá khứ về người cha quá cố của mình. Khi còn là một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, Michael cùng em gái phấn khởi đi đón bố của mình. Chẳng ai biết được là đấy là lần cuối cùng ba bố con anh có thể gặp nhau. Một tiếng động lớn nổ ra, căn nhà nơi cả nhà sinh sống giờ chỉ còn đống cho tàn. Ánh mắt của Michael chứa đựng nỗi uất hận về kẻ thù đã mang bố anh đi mãi mãi. Đang thơ thẩn suy nghĩ, một đám trẻ từ đâu bước tới kéo Michael đi chơi với mình. Trong khi Michael còn đang mang nặng ưu phiền, Kang bên này đang sung sướng tận hưởng thú vui trên cuộc đời này. Những bữa tiệc linh đình như này làm sao thiếu bóng Bobe được cơ chứ? Camera giấu kín được đặt trong ngực Bobe, nó liên tục chụp lén chủ tịch Kang. Liếc mắt qua bên trái, Bobe nhìn thấy Michael với tấm lưng trần từ từ bước lên bờ. Bobe nhìn thấy thế thì không ngừng nuốt nước miếng. Còn chưa kịp hoàn hồn, ai đó chạy ngang qua đã giật lấy máy ảnh của cô. Đối phương cầm máy ảnh của Bobe tiến thẳng ra biển. Bobe đang bối rối không biết phải làm sao. Michael với vẻ mặt bất cần đời cầm tấm ván đi ngang qua thì bị Bobe kéo lại. Bobe năn nỉ anh lấy lại giúp mình chiếc máy ảnh. Cô đã phải nhịn ăn sáng rất lâu mới có thể mua được nó. Bobe được ném lên thuyền chỉ biết nằm la hét rằng mình không biết bơi. Nhưng dù là như thế thì anh cũng đâu có quan tâm. Michael đưa cô tới một bãi đá gần đó rồi thả cô ở lại rồi quay người rời đi mà chẳng nói chẳng rằng. Đêm đó khi chủ tịch Kang đang say giấc nồng, bất ngờ ông gặp một cơn ác mộng. Bố của Michael hiện về cảnh báo ông phải công bố cho dư luận biết toàn bộ sự thật về chuyện 25 năm trước. Nếu như ngày mai ông không làm thế thì đừng có mà trách thế gian vô tình. Trên giường bỗng nhiên xuất hiện một lá thư vô danh. Bên trong bức thư chỉ ghi vỏn vẹn mỗi chữ một ngày. Kể từ lúc ấy trong khách sạn vệ sĩ đứng bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Michael quan sát ông ta không có động tĩnh gì nên quyết định lên đường. Anh lái chiếc Porsche 911 Dakar chặn đường Jem. Đàn em đến hỏi thăm sức khỏe anh thì đã bị anh cho một phát ngất luôn tại chỗ. Anh bước xuống xe thì bị Jem chĩa súng đi tới. Michael không nói gì liền giơ điện thoại của mình lên, trong đó là hình ảnh của vợ Jem đang bị bắt làm con tin. Jem lo lắng hỏi anh muốn gì ở tôi. Tôi đến tại khách sạn đang có buổi tiệc ngoài trời. Jean Bobe cũng có mặt để chụp lén chủ tịch Kang. Lúc này Jem hẹn chủ tịch Kang 2 giờ chiều mai đến du thuyền hoàng tử Amon. Trong khi đó vệ sĩ phát hiện Jean Bobe chụp lén nên dắt cô đến gặp chủ tịch. Ông ta hỏi vì sao cô cố tình muốn phỏng vấn tôi. Bởi vì tôi nghi ngờ ông không phải đến Hawaii về vấn đề dầu mỏ mà là để buôn lậu vũ khí. Được rồi, nếu vậy tôi sẽ cho cô biết một thông tin cơ mật. Tôi đến đây gặp hoàng tử Amon để ký kết một hợp đồng quan trọng. Nếu cô không tin tôi sẽ cho cô một đặc quyền phỏng vấn sau khi tôi ký hợp đồng xong. Hôm sau đoàn xe chở chủ tịch Kang đến theo lời hẹn.
Jean Bobe cũng được phép lên tàu cùng ông. Cano lướt sóng chở hai người ra biển đến du thuyền đang đợi. Nhưng khi đến du thuyền, Jean Bobe không được đi vào cùng mà chờ bên ngoài. Bên trong, chủ tịch Kang đã ký kết hợp đồng xong. Ông đề nghị hoàng tử chụp ảnh lưu niệm với mình. Nhưng hoàng tử cho rằng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Anh liền tháo bỏ lớp cải trang ra. Kang tê ho, ông hãy nhìn cho rõ mặt tôi đây. Cả nhà cảnh sát Choi 25 năm trước ông còn nhớ không? Tôi chính là con trai ông ấy, Choi Kang ta. Chính mắt tôi đã nhìn thấy ông giết bố tôi và đốt nhà của tôi. Chủ tịch Kang lập tức rút kiếm ra khô máu với anh. Anh đây với kinh nghiệm hơn chục năm chinh chiến thì sao anh có thể ngán ông già này cơ chứ? Những đường kiếm của lão đều bị Kang ta nhìn thấu và né rất điêu nghệ. Biết mình không có tuổi, chủ tịch Kang liền quỳ xuống xin giảm hòa. Anh yêu cầu hãy cho mình biết đồng bọn của ông. Nhân lúc sơ hở, ông ta bỏ chạy lên cano rời đi. Michael không hề đuổi theo mà chỉ nhìn cười khẩy. Jean Bobe không rõ chuyện gì, chỉ biết đứng nhìn theo. Thật bất ngờ khi cano vừa chạy được một đoạn thì đã nổ tan tành. Mảnh vụn văng ra làm Jean Bobe ngã xuống biển. Thấy vậy, anh nhảy xuống cứu cô lên. Jean Bobe nhìn anh mơ màng rồi ngất đi. Lúc này Vivian Castle vào bảo cô ta đi cùng Kang Tae Ho. Tại sao anh lại cứu? Đây là vấn đề của tôi và Kang Tae Ho nên tôi không muốn người khác bị thương. Hãy đưa cô gái này quay về. Sau sự ra đi của chủ tịch Kang tại Hàn Quốc mở ra cuộc điều trần. Họ đã xác định nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó. Trong lúc này, Jean Bobe đã trở về Hàn Quốc sau một chuyến đi bất ổn. Michael để trả mối thù năm xưa, anh cũng đã trở lại quê hương bằng phi cơ riêng. Anh đứng trên băng chuyền đi vào mà nhớ lại lúc mình được bố mẹ nuôi đưa về Mỹ. Ánh mắt mang đầy hận thù ấy 25 năm vẫn còn đây. Thưa bố, con đã quay trở về. Trong khi đó, Jean Bobe đã được nhân viên cục tình báo Chejon đưa đi. Trên xe, anh hỏi Jean Bobe đã nhìn thấy ai trên du thuyền. Nhưng mà cô khẳng định không hề thấy ai cả. Bên này, Michael lái khối phân lớn chạy khắp đường phố Seoul. Cuối cùng, anh đã đứng ở nơi cao nhất để có thể nhìn toàn thành phố nơi mình đã từng sống. Sau đó, anh quay trở về căn biệt thự. Anh đi vào nhìn mọi người, cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, cả nhóm cùng nhau ăn nhậu. Dennis báo cho sếp biết thông tin về nhóm chống khủng bố cục tình báo trung ương. Người phụ trách chính là Chejon, con trai độc nhất của chủ tịch Han. Còn Chejon đưa Jean Bobe về nhà. Cô nhìn anh đi mà trong lòng nghĩ sao anh lạnh lùng như vậy chứ. Hôm sau, Jean Bobe đứng bên ngoài chụp đám tang chủ tịch Kang. Cô vô tình nhìn thấy Vivian Castle. Bobe nghĩ cô ấy là người đại diện cho khách sạn ở Hawaii. Nhưng có đến mức phải đến Hàn Quốc dự đám tang không? Lúc này, chủ tịch Trang cũng vào viếng. Michael cũng hóa trang thành cảnh sát cho Harry Ong đi vào. Ông ta nhìn thấy cảnh sát liền kêu đồng bọn bắt lại. Nhưng Michael móc dây bay lơ lửng trên trần. Ông ta chỉ biết ngước nhìn. Vivian Castle còn chạy ra ngoài lấy then cài cửa nhốt họ bên trong nhà thờ. Michael dụ ông ta vào trong phòng sám hối. Lâu rồi không gặp chủ tịch Trang. Ông ta nghe vô cùng hoảng sợ, gào thét hỏi mày là ai. Lúc này vệ sĩ ông ta đi vào nghe chẳng hiểu ông nói gì. Lát sau, Michael đã ra cửa nhà thờ đứng nhìn Jean Bobe rồi bỏ đi. Jean Bobe nhìn theo nghĩ mình đã gặp người đó ở Hawaii. Cô liền cố tình lái xe đuổi theo anh. Michael lái mô tô chạy lượn khắp con phố để cho cô đuổi theo. Chạy đuổi theo một hồi liền mất dấu. Jean Bobe xuống xe không biết anh ta đang ở đâu. Bất ngờ anh ở trên cầu hút sáo gọi cô rồi cười chạy đi. Jean Bobe vội lên xe chạy theo. Ai ngờ lại leo lên vỉa ba toa. Anh chạy đến nhìn cô cười phóng đi. Jean Bobe xuống xe tức không chịu nổi. Bỗng cô nhìn thấy tòa nhà có tên giống ở Hawaii. Thế là cô đi vào quan sát. Cô đến hỏi thư ký về đại diện Vivian Castle. Nhưng bất ngờ thay Vivian Castle cũng vừa đi ra. Jean Bobe giới thiệu mình là phóng viên của tờ Nhật Báo. Cô đề nghị Vivian Castle tiết lộ cho mình về mối quan hệ với chủ tịch Kang lúc sinh thời. Vivian Castle bảo sẽ không trả lời phỏng vấn trong thời gian này rồi bỏ đi. Thư ký cũng chạy theo cô vào trong. Mặc dù vậy, Jean Bobe lại nhìn thấy thiệp mời của tập đoàn này nên lén lấy giấu đi. Còn Michael đang tập bắn cung thì Castle đi vào cho biết nữ phóng viên đã đến công ty. Chúng ta có nên xử cô ta không? Chúng ta còn có nhiều việc để làm nên mặc kệ cô ta. Dennis lúc này cho Michael biết thông tin về tập đoàn đa quốc gia của chủ tịch Trang. Anh yêu cầu Dennis tìm thông tin về gia đình của ông ta. Trong khi đó, chủ tịch Trang tức giận ra lệnh cho con trai. Dù có lật cả nhà thờ cũng phải bắt cho được tên đó. Dennis cho Michael biết, con trai của chủ tịch Trang là Trang Ho. Hắn là xã hội đỏ ở Hàn Quốc. Điểm đặc biệt ở hắn là thích phụ nữ. Còn đây là con gái Trang Ni, 26 tuổi học ngành múa. Sở trường của cô ta là tiêu tiền của bố. Vivian Castle đến đề nghị giải quyết hết gia đình đó. Nhưng Michael không đồng ý vì vẫn còn có người cần tìm. Rồi vào một ngày, Trang Ni đang đi thì gặp anh người yêu cũ. Anh ta định hôn cô thì bị cô tát cho cái. Tức giận, anh ta định đánh Trang Ni thì Michael đã xuất hiện đúng lúc ngăn lại. Thấy vậy, Trang Ni đến ôm hôn Michael trước mặt hắn. Sau đó hai người cùng uống rượu. Anh giới thiệu mình là Michael King. Hôm sau, buổi tiệc của tập đoàn được tổ chức. Jean Bobe đến đưa thiệp mời nhưng cô không thể vào được vì do không mặc đúng quy định của buổi tiệc. Jean Bobe đành lang thang bên ngoài thì lại nhìn thấy Michael đi cùng với Vivian Castle. Cô nghĩ không rõ hai người đó có quan hệ gì. Sau đó Chejon đến thắc mắc sao em không vào. Họ nói do quần áo em không hợp nên không được vào. Bỗng Chejon có điện thoại nên rời đi trước. Ở đây, Michael nhờ tiến sĩ chuẩn bị đồ cho Jean Bobe. Trong khi đó, chủ tịch Trang cùng hai con cũng đi vào. Họ gặp Vivian Castle cùng Michael ở đây. Chejon lúc này cũng đến. Trang Ni cho Michael biết Chejon là người kế thừa tập đoàn Hanmin và là công vụ viên của CIA. Buổi tiệc bắt đầu.
Vivian Castle đứng lên phát biểu. Cô giới thiệu cổ đông lớn nhất của tập đoàn Castle là Michael King. Tôi hy vọng sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp ở Hàn Quốc. Sau khi Jin Bobe thay váy dạ hội cũng được đi vào, Che Jon tiến tới khen cô thật là hết nước chấm mà. Đến màn khiêu vũ, Michael mời Jin Bobe nhảy cùng mình. Trang Ho cũng đến mời Vivian Castle khiêu vũ. Thấy vậy, Che Jon cũng mời Trang Ni vào nhảy. Jin Bobe hỏi Michael sao lúc ở Hawaii lại đẩy mình ra biển. Tôi đã cử thuyền cứu hộ ra rồi còn gì, và còn giúp cô lấy lại máy ảnh. Hết bài nhạc, mọi người đi vào. Che Jon vừa đưa tay định mời cô nhảy thì Michael xoay người đưa tay nhảy cùng cô. Đang nhảy, Jin Bobe thấy Vivian Castle ra ngoài nên cô xin phép cho mình nghỉ một lát. Jin Bobe vừa đi ra thì gặp Che Jon đi tới. Anh tò mò về người đàn ông nhảy cùng cô. Hôm nay em đến đấy là vì người phụ nữ đó. Rồi cô đến hỏi Vivian Castle về chuyện ở Hawaii. Nhưng Vivian Castle tỏ ra khó chịu bỏ đi thì gặp Michael đi ra. Cô yêu cầu anh nên xử Jin Bobe. Ai ngờ Jin Bobe lại đến khoác tay Michael nhờ anh đưa về. Vivian Castle khó chịu bảo Michael vào trong nhưng anh không nói gì. Anh vẫn đưa Jin Bobe về. Khi ra đến cửa lại gặp Che Jon muốn đưa Jin Bobe về. Nhưng cô từ chối vì đã nhờ Michael rồi. Hôm nay tôi luôn chậm một bước. Michael còn cố tình ôm eo Jin Bobe đi làm Che Jon cảm thấy không vui. Trên xe, Jin Bobe tò mò về vị trí của Michael ở tập đoàn Castle nhưng anh chỉ mỉm cười. Bất ngờ anh phát hiện có xe đang bám theo nên anh cố tình tăng tốc để cắt đuôi. Lúc này Dennis chở Dennis chạy phía sau lao lên. Dennis dùng tên bắn vào bánh xe làm chúng mất lái rồi tông thẳng vào gốc cây. Đến nhà Bobe không biết gì còn trách anh lái xe ẩu. Jin Bobe còn năn nỉ Michael giúp mình phỏng vấn Vivian Castle. Sau đó cô rồi biệt anh đi vào. Ai ngờ đâu đang đi thì bị bọn côn đồ đến bắt. Jin Bobe hết cách chỉ đành la hết loạn ở đây. Kang Ta đến nhặt chiếc giày cô rơi rồi đánh bọn chúng chạy mất dép. Anh nhẹ nhàng đến mang giày vào cho cô rồi đưa cô đi bộ về nhà. Che Jon đứng bên góc khó chịu nhìn theo hai người họ. Lệnh bắt Jin Bobe thất bại, Trang Ho vô cùng tức giận. Anh ra lệnh lần này phải trịnh trọng mời cô đến. Trong khi đó, tiến sĩ của Michael biết người của chủ tịch Trang đang cố bắt Jin Bobe. Vì cô ấy là nhân chứng duy nhất trong vụ án của chủ tịch Kang. Hôm sau, Jin Bobe đến tập đoàn Castle để trả lại váy. Bất ngờ cô gặp Che Jon và Vivian Castle đi ra. Vừa thấy cô, Vivian Castle khó chịu bỏ vào trong. Jin Bobe định đi theo nhưng Che Jon giữ lại. Ra quán, Bobe rủ Che Jon ngày mai cùng đi cưỡi ngựa với mình. Trong khi đó, tiến sĩ giới thiệu cho Michael một sản phẩm mới. Nó có thể mở lan can sắt trong nhà tù dễ dàng. Sau đó ông còn đưa cho anh bom CD. Nó có thể làm nổ một hoặc hai chiếc xe dễ dàng. Hôm sau, Bobe đang đi thì gặp thư ký Ô mời cô lên xe. Jin Bobe chất vấn có phải mấy tên lưu manh do ông cử đến thì Che Jon vẫy tay đuổi chúng đi. Thấy vậy bọn chúng đành rời đi. Trên xe, Jin Bobe cho biết do anh ta thấy em và chủ tịch Kang lên du thuyền nên muốn lấy tin tức từ miệng em. Hai người đến trường ngựa vô tình gặp nhóm Michael cũng ở đây. Trang Ni khoác tay Michael đi vào chọn ngựa. Lúc này Che Jon hỏi Jin Bobe có phải đã lợi dụng mình đến đây. Vâng, vì vô tình em biết họ hôm nay sẽ đến đây. Sau đó mọi người cùng cưỡi ngựa đi ra. Trang Ni nhìn Jin Bobe cùng Che Jon cưỡi ngựa. Cô bảo cô ấy không đơn thuần là hậu bối của anh Che Jon, nhưng chủ tịch Han sẽ không thích đâu. Jin Bobe cưỡi ngựa đến gặp Vivian Castle nhưng chẳng moi được gì từ cô ta. Đã vậy còn bị Vivian Castle quất ngựa của cô làm cho nó hoảng bỏ chạy. Jin Bobe hoảng sợ la làng kêu trời kêu đất. Michael thấy vậy vội cưỡi ngựa đuổi theo. Ở đây Che Jon cũng chạy theo nhưng Michael đã vượt qua và phóng lên ngựa Jin Bobe giúp cô dừng lại. Che Jon đến cảm ơn Michael vì đã giúp. Sau đó cả hai thi cưỡi ngựa với nhau xem ai thắng. Cuối cùng người về đích trước lại chính là Michael. Mặc dù không được vui nhưng Che Jon vẫn đi xuống bắt tay Michael, rồi lặng lẽ đi vào xử lý chú ngựa của mình. Mọi người đang ngồi uống trà bỗng nghe tiếng nổ nên chạy ra chuồng ngựa xem. Che Jon cho biết chân chú ngựa bị gãy, vì không muốn thấy nó đau khổ nên phải làm như vậy. Trong khi đó tại tập đoàn của chủ tịch Trang, Dennis đã cố tình đặt bom xả khói để nhân viên hoảng sợ chạy ra ngoài. Còn anh lẻn vào phòng chủ tịch Trang để cài đặt bom nổ. Dennis còn mở được cả phòng bí mật có kết bảo hiểm để cho nổ hết. Lúc này chủ tịch Trang nghe điện thoại Michael gọi. Anh báo cho ông biết người tiếp theo sẽ ra đi chính là ông. Vừa cúp máy, Michael có tin nhắn báo căn phòng đó sẽ nổ khi kích hoạt sau 3 giây. Thế là anh đi ra cầm điện thoại kích hoạt bom nổ. Còn chủ tịch Trang vừa cùng thư ký Ô đi vào thì bất ngờ căn phòng đã nổ tan tành. Thư ký Ô vội vàng nằm xuống che chở cho ông. Trong khi đó Che Jon đứng xem mọi người cưỡi ngựa thì Jin Bobe đến hỏi anh có sao không. Ngay khi đó Michael cũng vừa đi vào tới. Bỗng Che Jon nhận được điện thoại báo về vụ nổ. Michael đi đến bảo tôi sẽ tặng anh một con ngựa quý khác nhưng Che Jon không đồng ý rồi bỏ đi. Anh còn không quên quay lại gọi Jin Bobe đi cùng. Còn lại mình Michael đang ngồi thì Vivian Castle đến. Cô đừng gây thêm rắc rối. Suýt nữa có người gặp nguy hiểm. Em muốn xử lý con bé phóng viên đó. Michael tức giận hỏi, rốt cuộc cô đang chấp hành mệnh lệnh của ai? Nghe vậy Vivian Castle xin lỗi hứa sẽ không có lần sau. Bỗng Trang Ni đi vào rủ anh cùng đi ngắm cảnh. Còn Jin Bobe trên xe thắc mắc vì sao chủ tịch Kang mất rồi mà vẫn còn xảy ra chuyện. Che Jon khuyên Jin Bobe nên từ bỏ chuyện này vì rất nguy hiểm. Hai người vừa đến nơi thấy tòa nhà đã bị niêm phong. Nhưng mà kìa, xe Che Jon cũng đang bị theo dõi. Cảnh sát đến xem tình hình tại phòng bị nổ. Cảnh sát Seo không hiểu họ cho nổ phòng chủ tịch Trang để làm gì. Không lẽ đây là một lời cảnh cáo?
Cô còn cho Che Jon biết có một két bảo hiểm nhưng mà không thể mở khóa hoặc phá được. Vì đây là két đặc biệt, nếu phá hay dùng thủ đoạn không chính đáng, những thứ có trong đó sẽ bị tiêu hủy. Trong lúc này, Jean Bobe vô tình thấy tập hồ sơ. Cô lén xé một trang đầu rồi bỏ đi. Ai ngờ thẻ phóng viên rơi ra và có người nhặt nó. Trong khi đó, Michael đang ở trong xe với Changi. Dennis báo bán kính trong vòng 50 km các hệ thống thông tin sẽ không có tác dụng. Tôi sẽ phục hồi lại sau 3 phút. Changi lo lắng khi điện thoại không liên lạc được. Không sao đâu, cô nên vào trong xe vì bên ngoài trời hơi lạnh. Sau đó anh mở cốp xe ra theo dõi tình hình di chuyển của chủ tịch Trang. Ở đây Dennis giả cảnh sát chạy theo hú còi ra hiệu mở cửa xe. Thư ký Ô vừa kéo cửa xe xuống thì anh ném chiếc đĩa vào. Thế là anh mở ra nghe thử. Ai ngờ là lời cảnh báo 2 phút sau xe nổ làm cho chủ tịch Trang vô cùng lo lắng. Mặc dù thư ký khuyên không sao là giả, nhưng ông không tin, la hét cho xe dừng lại rồi bỏ chạy ra khỏi xe. Lúc này Michael quan sát thấy nhưng vẫn kích hoạt bom nổ. Quay lại với Jean Bobe đang suy nghĩ không biết Michael có phải người xấu không. Cô nhớ lại lúc ở chuồng ngựa, Michael khuyên cô nên tìm công việc khác mà làm thì bất ngờ ngựa hí lên, may có anh đỡ lấy mình. Bỗng cô thấy Che Jon cho người cầu kết bảo hiểm lên xe chạy đi. Jean Bobe thấy cảnh sát Seo đi ra nên chạy theo. Cô hy vọng phát hiện được chút gì. Ai ngờ cảnh sát Seo lại đứng sau cô. Cả hai cùng ngồi ăn bánh gạo cay. Cảnh sát Seo khuyên cô đừng đưa tin về giới tài phiệt. Thế là Jean Bobe đưa cho cậu xem tờ giấy mình lấy được ở hiện trường nhưng lại bị cô tịch thu luôn. Trong khi đó hai ông già đang ngồi xem tin tức. Chủ tịch Trang than tập đoàn Che Jon bị nổ. Sau đó lại đến xe của tôi. Hắn nói chính là Choi Hae-ryong. Suy nghĩ mãi nhưng không ai đoán được là người nào mà biết vụ xử lý năm xưa. Chủ tịch Han cho biết, Che Jon đang đem két bảo hiểm đến đây. Nếu két đó mà được mở ra chúng ta sẽ hết đời. Trong khi đó, Dennis đang ngồi theo dõi quá trình vận chuyển két của Che Jon. Michael đồng thời cũng đang chở Changi về nhà. Lúc này anh nhận tin nhắn báo két đã bị tráo đổi. Anh chở Changi đi qua được vòng vệ sĩ nghiêm ngặt vào trong. Tuy nhiên theo lệnh không cho người ngoài vào nhưng tiểu thư Changi không đồng ý. Cô vẫn cương quyết dắt bằng được Michael cùng về phòng mình. Đến phòng anh khuyên cô nên vào trong tắm ở đây. Anh đi ra ban công quan sát thì anh thấy Che Jon đưa két bảo hiểm đến. Che Jon đem két vào hỏi trong này có gì. Nó liên quan đến vụ nổ vừa rồi phải không? Nhưng bố anh chỉ cho biết, vừa rồi xe chủ tịch Trang cũng vừa bị nổ. Người làm ra vụ này cũng là người đã hãm hại chủ tịch Kang. Khi đó Michael cũng ở bên ngoài phòng đặt máy nghe trộm họ nói. Sau đó anh đi ra thì gặp Trang Ho về. Anh ta hẹn Michael khi nào rảnh thì ngồi uống rượu rồi anh vội đi vào. Anh đi dạo xung quanh ngôi nhà, nhớ đến nỗi ám ảnh lúc nhà bị cháy, cơn hận lại dâng trào trong lòng. Bỗng Changi đi ra cùng lúc bọn họ cũng vừa ra. Changi chạy tới chào mấy chú. Chủ tịch Trang giới thiệu cho Michael biết bạn của ông, trưởng quan Lee Eosi. Tiếp theo là chủ tịch Han Tae-su của tập đoàn Hanmin. Sau khi chào hỏi bọn họ tạm biệt ra về. Đến nhà chủ tịch Han yêu cầu con trai đừng bật đèn. Ông cho con trai biết kẻ cố tình gây ra vụ nổ chính là Choi Hae-ryong, người đã chết cách đây 25 năm. Ông kể vào 25 năm trước, ở cảng Chusan xuất hiện một con thuyền Trung Quốc. Trên thuyền có mai thúy trị giá hàng tỷ won. Lúc đó bọn ta đang cần vốn để bắt đầu cuộc đời mới. Mà người phụ trách vụ án đó là Choi Hae-ryong. Bọn ta đã ngụy tạo tai nạn giao thông để di chuyển mai thúy. Nhưng Choi Hae-ryong lại đánh hơi ra. Bọn ta đã dụ dỗ hắn nhưng không được. Cuối cùng chỉ có cách bắt hắn câm miệng mãi mãi. Che Jon, con hãy giúp bố bảo vệ bố, chính là bảo vệ con. Điều đó làm Che Jon vô cùng khó xử. Anh đau khổ đi về trong mưa. Anh đến nhà Jean Bobe ngồi trong xe lặng lẽ nhìn cô. Che Jon vừa xuống xe thì đúng lúc mẹ Jean Bobe đi ra. Sau đó hai người cùng về nhà. Anh ngồi uống rượu nhớ đến lời bố khó xử vô cùng. Còn Michael, anh ra lệnh cho Vivian Castle ngày mai đến nhà chủ tịch Trang mở két. Hôm sau trong phòng cảnh sát có cả Jean Bobe. Họ mở video xem cảnh tượng trước khi vụ nổ xảy ra. Jean Bobe nhận ra đã gặp Dennis ở Hawaii. Trong khi đó Che Jon đang tìm hiểu lý lịch của Dennis cùng đồng đội. Anh còn ra lệnh cho cấp dưới tìm tài liệu về cảnh sát Choi Hae-ryong của 25 năm trước. Còn ở căn cứ bí mật Vivian Castle cho mọi người biết Dennis đã trở về Mỹ. Cậu ta tiếc là không hoàn thành kế hoạch với chúng ta. Sau đó mọi người chăm chú nhìn bức tranh đã chuẩn bị cho chủ tịch Trang. Tiến sĩ còn đưa cho Castle chiếc đồng hồ đã lắp định vị và còn có thể nghe lén. Sau đó Castle đã hẹn hai bố con chủ tịch Trang đến gặp mặt. Cô tặng cho ông một bức tranh làm ông rất vui. Vivian Castle còn tặng cho Trang Ho chiếc đồng hồ. Anh ta vội đeo vào tay mà chẳng mảy may nghi ngờ. Trong khi đó Michael đến gặp Changi tặng cô rất nhiều quần áo và giày. Changi vui vẻ thay các mẫu áo được tặng cho anh xem. Michael còn nhẹ nhàng đến hôn cô làm cho Changi vô cùng mê mẩn anh. Thấy đã đến lúc, anh đề nghị hôm nay được đến nhà cô. Và anh đã trao cho cô nụ hôn ngọt ngào làm cô điên đảo. Nói đến Castle đu dây vào nhà chủ tịch Trang một cách nhanh gọn. Còn Michael cũng vừa chở Changi đến nhà. Trong xe Dennis cùng tiến sĩ theo dõi tình hình bên trong căn nhà qua vệ tinh. Vivian Castle đã đột nhập vào phòng làm việc. Che In báo cho cô có mật thất trong căn phòng. Vivian Castle vội mò tìm cuối cùng mở được mật thất. Cô vội tìm cách mở két ra nhưng lại thất bại. Dennis lo lắng gọi Vivian Castle đi ra vì mật thất sắp đóng lại. Nhưng cô cứ chần chừ, thế là bị nhốt trong đó. Michael đang vui vẻ trò chuyện với gia đình chủ tịch Trang ở phòng khách. Bỗng anh nghe báo Vivian Castle đã bị nhốt trong mật thất. Thế là anh liền giả vờ làm đổ trà lên quần áo. Nên được Trang Ho dắt vào phòng cho anh mượn đồ. Nhưng khi vào trong anh ta đã bị Michael ấn một phát ngất đi. Anh vừa chạy ra thì gặp mặt thư ký Ô.
Giám đốc Trang bị ngất, thế là bọn họ chạy vào xem. Tranh thủ Michael vào phòng mở mật thất cho Vivian Castle. Hãy giúp em kéo dài thêm 3 phút nữa, nhưng anh bảo hành động bị hủy bỏ. Anh vội quay trở lại phòng Trang Ho để không bị nghi ngờ. Về căn cứ, Vivian Castle buồn rầu vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh khuyên cô đừng nên tự trách mình, hãy để họ tự mở. Khi đó ta đi lấy đồ là được. Còn lúc này bên phòng cảnh sát cũng cho người phá két. Che-jun nhìn nhớ lại lúc anh cháo két. Ai ngờ két không mở ra được. Anh ta còn báo mọi thứ bên trong đã bị hủy. Che-jun lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Còn ở tiệm đánh giày, vệ sĩ Trang Ho đến nhờ ông Tae-bo mở dùng két nhưng ông không đồng ý. Lúc này cô cháu gái của ông cũng vừa đi vào nên ông vội đẩy anh ta về. Michael đang ở căn cứ bắn cung thì nghe Trang Ho ra lệnh bắt cháu gái ông Tae-bo để ép ông ta mở két. Trong khi đó Jin Bo-bae đang ở cửa hàng của mẹ. Cô lục tìm bài báo mình viết về người mở két 30 năm. Vừa tìm thấy Jin Bo-bae liền cầm đi. Cô theo địa chỉ đến tìm gặp ông Tae-bo thì thấy cô cháu gái của ông. Jin Bo-bae đi cùng cháu gái ông Tae-bo thì bị tay sai Trang Ho nhào đến bắt đi. Họ chở hai người đến bãi xe thải. Thư ký Oh thấy Jin Bo-bae nên gọi báo Trang Ho biết. Bên này Michael nghe thấy Jin Bo-bae bị bắt. Anh ra lệnh cho Vivian Castle đến nhà chủ tịch Trang, còn mình đi cứu con tin. Ông Tae-bo đang đóng giày bỗng có điện thoại và biết được cháu gái đã bị bắt. Tiến sĩ đi vào thấy ông lo lắng nên trấn an ông yên tâm. Chúng tôi sẽ cứu cháu ông và cho biết sẽ có người đón ông đến mở két bảo hiểm. Khi két được mở ra mọi thứ phải giao cho chúng tôi. Còn ở đây tranh thủ lúc tên canh gác đang ngủ, Jin Bo-bae mở dây chạy đi nhưng đã bị bọn chúng phát hiện và bắt cô lại. Tên thư ký Oh ra lệnh bỏ cô vào máy ép. Bên này ông Tae-bo đang bị bọn chúng trùm kín mít, đưa đến chỗ để két. Ông đề nghị bọn chúng ra ngoài để mình tập trung. Vivian Castle cũng đang lẻn vào nơi đựng két chờ ông. Khi két vừa mở ra ông liền đưa cho Vivian Castle. Nhưng chưa kịp đưa thì Trang Ho đã đi vào. Vivian Castle đành phải nép một bên. Ông Tae-bo ôm hồ sơ bỏ chạy nhưng đã bị bọn chúng bắt mang đi. Trên đường chúng chở ông đi thì được xe cảnh sát tới ra hiệu dừng xe. Tiến sĩ bắt giả cảnh sát yêu cầu họ ra khỏi xe vì có bom. Tiến sĩ cho đạn khói dưới xe làm khói bay mù mịt. Chúng hốt hoảng bỏ chạy thì Vivian Castle lên xe lái đi. Trong khi đó Michael một mình lái xe đến xào huyệt bọn chúng. Anh dùng tên xử lý tất cả một cách nhanh gọn. Anh đi xuống cởi trói bế cô bé ra ngoài xe rồi lo lắng đi tìm Jin Bo-bae. Lúc này Jin Bo-bae đang bị ngất trong xe. Khi chiếc xe được đem vào máy ép, cô tỉnh dậy hốt hoảng la hét. May thay Michael nhìn thấy liền nhào vô kéo cô ra kịp lúc. Jin Bo-bae ôm chầm lấy anh run sợ khóc nức nở. Anh cho cô biết cháu gái ông Tae-bo đã an toàn. Rồi anh lái xe đưa cô về. Jin Bo-bae tự trách do mình mà cô bé bị bắt. Vì tôi đã thấy trưởng thư ký Oh của tập đoàn ở đó. Có lẽ ông ta muốn ngăn cản tôi điều tra về vụ buôn lậu vũ khí. Cô hãy quên tất cả đi vì mọi chuyện có thể sẽ bị án nhẹ. Sau đó Bo-bae tò mò hỏi anh. Sao lúc nào tôi gặp nguy hiểm anh cũng biết đến cứu? Nhưng Michael im lặng không nói gì rồi bỏ lên xe. Thấy Jin Bo-bae cứ đi theo hỏi, Michael lên xe lái chạy đi làm cô chạy theo kêu inh tỏi. Cuối cùng anh cũng dừng xe cho cô lên. Lúc này ở căn cứ, Vivian Castle tức giận hỏi Dennis sếp đang ở đâu. Nhưng không ai biết, vì sếp đã chủ động tắt liên lạc làm Vivian Castle rất tức giận. Còn Michael chở Jin Bo-bae đến biệt thự. Trong khi đó tiến sĩ đã thu xếp cho hai ông cháu gặp nhau trong khách sạn. Trước tiên cho họ ở đây để được an toàn. Ha-ju hỏi ông về cô phóng viên thì được tiến sĩ cho biết. Cô ấy đang ở cùng với sếp nên rất an toàn. Nghe vậy Ha-ju nhớ lại người đàn ông cứu cô vừa rồi. Lẽ nào là người đàn ông đã cứu cháu sao? Đúng vậy, chúng tôi thường gọi là sếp. Còn Vivian Castle tức giận nên đến tập gym mà vẫn chưa nguôi cơn ghen trong lòng. Trong khi đó Michael đang chăm sóc vết thương cho Jin Bo-bae. Nhưng cô cứ luôn miệng thắc mắc vì sao anh lại đến bãi xe thải đó. Tôi nhìn thấy cô bị người ta lôi lên xe. Nhưng Jin Bo-bae lại nghĩ lúc tôi bị ngã ngựa cũng thế. Lúc suýt bị bắt cóc trước cửa nhà tôi cũng thế. Lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc để cứu tôi. Anh không phải là vị thần hộ mệnh của tôi, cũng không phải ngày nào cũng đi theo tôi. Michael, tôi xin anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô bắt bọn chúng. Nhưng anh đâu phải là cảnh sát, tại sao lại bắt tội phạm? Còn ở đây ba ông già đang bàn nhau chia tài sản của chủ tịch Kang. Vì vợ và con gái ông ta không hề biết gì về tài sản ở ngân hàng Thụy Sĩ cả. Bên ngoài Trang Ho bảo đã bắt Jin Bo-bae nhưng lại bị Michael cứu. Che-jun tức giận bảo, sau này ai dám động đến một cọng tóc của cô ấy tôi sẽ không tha rồi bỏ đi. Anh đến nhà gặp mẹ Jin Bo-bae để hỏi tìm cô. Nhưng bà cho biết Jin Bo-bae gọi điện về nói đi lấy đề tài địa phương hôm nay sẽ không về. Lúc này Michael ngồi nhìn Jin Bo-bae ngủ. Anh nói cho cô biết tên của mình là Choi Kang-ta. Trong giấc ngủ Jin Bo-bae gặp ác mộng mà giật mình hốt hoảng. Cô nhìn qua thấy Michael đang ngồi nhìn cô. Anh không nói gì đứng lên đi thì Jin Bo-bae xin anh đừng đi. Hãy đợi tôi ngủ rồi anh hãy đi được chứ. Rồi cô nằm xuống ngủ. Thấy vậy anh tới ngồi bên lò sưởi. Sáng hôm sau anh ra biển từ rất sớm. Anh nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi chơi cát cùng nhau. Michael nhẹ nhàng đi tới gần. Bọn trẻ vui đùa chạy xung quanh anh. Lúc này bố mẹ hai đứa trẻ ra gọi. Cả gia đình bốn người thật hạnh phúc. Nhưng tất cả giờ đã không còn nữa. Trên bãi biển giờ chỉ trơ trọi mình anh. Khi Bo-bae thức dậy thấy số điện thoại anh để lại cô rất vui. Còn anh trở về căn cứ. Tiến sĩ khuyên anh nên nói chuyện với Vivian Castle. Michael về phòng thay quần áo thì Vivian Castle tới. Tối qua anh và con bé đó đã ngủ ở đâu vậy? Không giống cô chút nào đâu Vivian Castle.
chúng ta không lấy được giấy tờ vì sao phải bảo vệ ông già đó. Michael nhìn cô bảo đây là mệnh lệnh rồi bỏ đi. Anh đến phòng tập gym cùng Johnny. Cô nhìn thân hình lực lưỡng của Michael mà thèm thuồng. Cô đến ôm anh bảo, sao anh chưa bao giờ nói là anh yêu em? Vì lúc em nghe câu đó tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Johnny, em đã xem qua dự án đầu tư vào Johnny chưa? Anh thấy người đại diện ghi trên đó là em. Nếu em tham gia dự án này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Thế là Johnny gặp bố yêu cầu được tham gia vào dự án Johnny. Trong khi đó Trang Ho đang đọc báo thì Kaso đến. Anh hỏi có phải hôm qua Michael đi khai mạc sân golf ở Jeju? Vâng, tôi không đi nên có mình Michael đi. Lúc này Bobe xem báo thấy Michael tham gia lễ cắt bằng. Cô nghĩ hôm qua rõ ràng anh ấy đi với mình mà. Lúc này Che John tới. Anh tò mò hỏi vì sao hôm qua em không nghe điện thoại. Jean Bobe cho biết hôm qua em bị bắt cóc. Người bắt cóc em là trưởng phòng thư ký của Johnny. Nhưng Che John bảo không thể nào. Vì hôm qua anh ta ở nhà chủ tịch Trang cả ngày mà có cả anh ở đó. Nhưng sau khi bị bắt cóc ai đã cứu em? Jean Bobe suy nghĩ hồi lâu rồi nói không biết. Vì lúc đó em bị ngất rồi. Sau đó Che John tìm tư liệu điều tra về Michael King. Anh được cấp dưới đưa thêm tài liệu về vụ Choi Hae-ryong. Lúc đó ông ta là cảnh sát. Nhưng do trong lúc điều tra xảy ra vấn đề nội bộ nên ông ta bị xử lý ở nhà riêng. Tại hiện trường chỉ phát hiện hai thi thể người lớn, không thấy xác bọn trẻ. Che John nghĩ vào năm đó Choi Kang Ta được 7 tuổi còn Choi Kang Hee 4 tuổi. Quay lại với Jean Bobe, cô đến khách sạn gặp hai ông cháu Haju. Cô đưa ra tấm hình hỏi ông có biết người này không. Nhưng ông nhìn hình bảo không biết. Ông còn xin Jean Bobe giúp mình tìm một nơi để lánh nạn. Thế là Jean Bobe dắt hai ông cháu về nhà giới thiệu với mẹ. Bà nhìn hai ông cháu nghĩ là người thuê phòng. Khi Jean Bobe dắt Haju về phòng thì ông đưa tay ra giới thiệu mình là Hong Tae-bo. Sau đó ông lén trở về cửa hàng giày lấy một tấm thẻ. Vừa ra thì có người tới trùm đầu bắt đi. May nhờ Michael đến hạ gục hết bọn chúng. Michael quay đi thì ông gọi lại đưa cho anh tấm thẻ đã lấy được trong két sắt. Về căn cứ, Dennis giải mã được bí mật trong đó. Vivian Castle bảo vậy là ngày tàn của bọn họ tới rồi. Lợi dụng Trang Ho đi. Tại sao lại lợi dụng Trang Ho trong việc này? Không lẽ anh vì muốn trả thù cho cô phóng viên đó? Nhưng Michael không nói gì, mặc cho Vivian Castle nghĩ sao cũng được. Lúc này Trang Ho vừa đưa bố ra xe thì giám đốc Lee chạy tới ôm chân van xin. Thế là hắn lôi anh ta vào trong đánh tơi tả vì không có tiền trả. Hắn bất lực định leo ra ban công nhảy xuống thì Michael quăng dây kéo lại. Giám đốc Lee về phòng cho tiến sĩ biết. Lúc đầu hắn đưa tôi 300 triệu nhưng sau đó hắn bắt tôi trả 2 tỷ won. Về căn cứ, tiến sĩ phân tích có vẻ như tên Trang Ho đang cần tiền gấp. Hắn cho giám đốc Lee vay nặng lãi hết sức tưởng tượng. Nếu không trả sẽ bắt cóc vợ con người ta. Michael ra lệnh cử người đến chỗ giám đốc chuẩn bị kiện hắn ta. Sau đó cảnh sát đến đưa lệnh khám xét vì có người kiện anh hành vi bạo lực đe dọa. Thế là chủ tịch Trang gặp trưởng quan Lee đưa ông một sổ tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ, rồi nhờ ông liên hệ với viện kiểm sát giúp Trang Ho. Khi trưởng quan Lee đi ra cũng bị Dennis theo dõi trên hệ thống rồi báo cho Kang Ta biết. Ông vừa vào thang máy trong bệnh viện với hai vệ sĩ thì Dennis và tiến sĩ đẩy xe của bệnh nhân vào. Sau đó Vivian Castle tung vải che hạ gục hai vệ sĩ rồi tiêm thuốc mê cho ông. Thế là họ nhanh chóng đẩy trưởng quan Lee lên xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện. Khi ông tỉnh lại hốt hoảng thấy mình bị trói. Michael đứng bên ngoài nói vọng vào vì không muốn trưởng quan Lee thấy mặt. Tôi là Choi Kang Ta, con trai của Choi Hae-ryong. Từ bây giờ ông hãy làm theo lời tôi bảo. Ông hãy xử tội Trang Ho theo đúng pháp luật. Nếu ông lợi dụng chức quyền cho Trang Ho thoát tội, thì những việc làm xấu xa của ông sẽ xuất hiện trên bảng tin lúc 9 giờ. Nói xong anh liền đánh ông ta ngất đi. Sáng sớm khi tỉnh dậy ông xấu hổ thấy mình nằm ngoài đường. Mọi người đi qua ai cũng nhìn ông cười. Lát sau vệ sĩ lái xe đến lo lắng lấy áo choàng cho ông lên xe. Trên xe ông nhìn thấy toàn bộ bằng chứng nhận hối lộ mà tức hét lên. Còn Jean Bobe ở nhà gọi điện cho Michael mà không được. Còn trưởng quan Lee ra lệnh cho vệ sĩ gọi thư ký hủy bỏ hết lịch trình ngày mai. Ông vừa gọi cho chủ tịch Trang thì lại có chuông điện thoại. Tôi đã nói ông không được liên lạc với chủ tịch Trang rồi cơ mà. Ông có cần tôi gửi tài liệu đến đài truyền hình không? Thế là ông đành dập máy. Chủ tịch Trang gọi điện ra lệnh lập tức bắt giữ Trang Ho. Ở đây Trang Ho đang đi thì cảnh sát tới đưa lệnh bắt giữ. Trang Ho lên đồn hỏi các người nhận được lệnh của cấp trên chưa? Các người dám động đến tôi sẽ như thế này. Rồi quay đi thì cảnh sát xeo ra lệnh còng tay lại. Lúc này Trang Ni đang uống rượu cùng Michael. Cô mê mẩn anh đến mức anh nói gì cô cũng làm theo. Sau đó hai người trả lời phỏng vấn của phóng viên. Nhưng khi họ đề cập đến việc anh trai bị bắt và đang điều tra thì Trang Ni bỏ đi. Đến công ty cô phàn nàn với bố vì anh trai làm cô mất mặt. Từ hôm nay Michael sẽ kinh doanh khách sạn thay con vì anh ấy xem con như nữ thần và rất nghe lời con. Chủ tịch Trang nghe vậy mà đau hết cả đầu. Còn Che John bị xếp la một trận vì làm sao có thể biết được Kinh đã nhập cảnh. Mà tìm nhưng Che John cho biết hắn đến Hàn Quốc rồi. Vụ nổ văn phòng chủ tịch Kang và CD bom làm nổ xe chủ tịch Trang. Rất giống với thủ đoạn đặt bom của Kinh ở châu Âu. Sau đó bên tình báo cho Che John biết. Con trai Choi Hae-ryong là Choi Kang Ta có tài liệu được nhận nuôi ra nước ngoài 25 năm trước. Che John nghĩ Kinh và đứa trẻ được nhận nuôi có mối liên hệ nào đó. Sau đó anh đến tìm Trang Ni hỏi về Michael King. Em không hiểu vì sao cục tình báo lại hỏi về Michael. Bởi vì có liên quan đến công ty nhà anh. Còn Jean Bobe đến khách sạn tìm Michael thì bị Vivian Castle chặn lại. Nhưng Michael đi ra đưa cô vào trong. Jean Bobe đưa điện thoại có bài báo hỏi. Cả ngày hôm đó anh đi với tôi làm sao có thể đến đảo Jeju được. Nhưng Michael chỉ cười nhẹ rồi hỏi tại sao à.
Sau đó anh bảo sẽ chở cô đến một nơi. Trên xe, Jean Bobe lại thắc mắc chuyện đó. Michael cho biết khi có việc cần tôi sẽ cho Thế Thân đi. Vậy hôm nay anh hãy để Thế Thân làm việc rồi đi chơi cùng tôi nhé. Hai người đến khu vui chơi ngồi trên đu quay. Jean Bobe còn lén quay Michael. Trong lúc đang chơi trò bắn súng thì Jean Bobe có điện thoại của Chejon. Anh hẹn gặp nhưng Jean Bobe từ chối vì đang bận. Sau đó hai người cùng ăn mì. Jean Bobe gọi anh là Choi Kang-ta làm anh vô cùng ngạc nhiên. Kết thúc một ngày đi chơi, Michael chở Jean Bobe về nhà. Anh còn tặng cô con gấu siêu to siêu khổng lồ. Hai người tạm biệt nhau thì Chejon ngồi trên xe nhìn thấy rất khó chịu. Về phòng, Jean Bobe gọi chú gấu là Kang-ta. Còn Chejon buồn bã ngồi uống rượu một mình. Hôm sau, Vivian Castle đến đồn cảnh sát thăm Chang-ho. Cô hứa sẽ tìm cho cậu một luật sư giỏi. Trong khi đó, trưởng quan Lee vừa nhận một tài liệu thì Michael gọi hỏi ông nghĩ thế nào về bản gốc. Ngày mai và ngày kia ông có lịch trình thuyết giảng. Lúc đó ông hãy đọc tài liệu này lên công khai tội ác của ông đã làm 25 năm trước đi. Sau đó ông run rẩy gặp hai đồng minh. Ông cho họ biết có một người tên Choi Kang-ta xuất hiện. Cậu ta chính là con trai Choi Hae-ryong. Ông đưa tài liệu mà Michael bắt ông công khai cho họ xem. Chủ tịch Han trấn tĩnh, trưởng quan Lee đừng sợ hãi, chúng tôi sẽ bảo vệ ông. Sau đó Chejon vào gặp bố. Ông cho con trai biết trưởng quan Lee đã bị rơi vào tròng rồi. Ngày mai ông ta có buổi diễn thuyết. Bố bảo ông ta đến bệnh viện, vậy ngày mai con sẽ phụ trách ở bệnh viện. Nếu hắn đến con sẽ bắt hắn. Ngày hôm sau, trưởng quan Lee nằm trong phòng bệnh có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng Vivian Castle cải trang làm y tá vào tiêm thuốc gây mê cho ông. Lúc sau Michael và tiến sĩ vào yêu cầu ông nên đọc tài liệu. Nếu không thì biết sẽ ra sao rồi đó. Sau đó trưởng quan Lee được rất nhiều người hộ tống đến buổi diễn thuyết. Khi gọi ông lên phát biểu thì ông ngồi im với vẻ mặt đầy sợ hãi. Cuối cùng ông run rẩy bước tới phát biểu. Ông xin từ bỏ chức vụ bộ trưởng pháp vụ rồi vội vã ra về. Phóng viên Chen Chúc chạy theo phỏng vấn ông nhưng ông không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà lên xe chạy đi. Trên xe, Chejon hỏi ông biết hình dạng hắn ta không. Thì lúc này điện thoại ông reo lên. Chejon bắt máy nhưng anh yêu cầu nói chuyện với trưởng quan Lee. Hôm nay tôi sẽ tặng ông món quà cho việc coi thường lời cảnh cáo của tôi. Trên tòa nhà, Michael đang nhắm vào ông ta nhưng anh cố tình bắn lệch để cảnh cáo. Thế là đoàn xe theo lệnh Chejon phải quay đầu do bị tấn công. Cảnh sát quan sát phát hiện có người bắn tỉa trên tòa nhà. Thế là Chejon xuống xe phong tỏa lối ra của tòa nhà. Nhưng ở đây Michael đeo mặt nạ đu dây xuống nhảy vào cửa sổ tòa nhà. Anh đi theo đường tắt dẫn qua tòa nhà khác. Trên đường, tiến sĩ giả làm người quét dọn hỗ trợ cho Michael. Anh thong thả bước ra tòa nhà khác với bộ vest chỉnh chu. Chejon tức giận khi biết tên bắn tỉa đã chạy thoát nên ra lệnh rút quân. Lúc này Bobe chạy tới hỏi Chejon, có phải trưởng quan Lee bị đột kích? Chỉ là kính chắn gió của xe trưởng quan bị vỡ do gạch công trình rơi trúng thôi. Mà cô có biết tung tích của ông Tebo ở đâu không? Như lần trước phỏng vấn ông ấy xong tôi đã không gặp lại nữa. Trong khi đó, Vivian Castle hỏi Michael đã xử lý tên trưởng quan Lee chưa? Tôi chỉ cho ông ta lời cảnh cáo thôi. Chúng ta đã cảnh cáo rồi mà. Tại sao lại không sớm kết thúc những chuyện ở đây để quay về chứ? Lúc này, trưởng quan Lee được hộ tống đến nhà chủ tịch Trang. Ở đây, chủ tịch Han cũng gọi đội đặc nhiệm đặc biệt đến để bảo vệ trưởng quan Lee. Trong nhà, ba ông già ngồi bàn bạc kế sách đối phó Choi Kang-ta. Nhưng trưởng quan Lee lại không thấy được bộ mặt thật của Kang-ta. Vì vậy, ông mới lo lắng muốn làm theo lời anh ta yêu cầu. Còn Chejon đứng trên sân thượng nơi tên bắn tỉa đứng. Anh nghĩ vốn bắn thành công nhưng sao lại cố tình bắn vào cây thánh giá nhỏ trên xe chứ? Nếu như kinh là Choi Kang-ta thì có thể đoán được mục tiêu tiếp theo rồi. Chejon ra lệnh đến cục cảnh sát Seoul xin lệnh lục soát. Sau đó anh về gặp bố và hai người bạn của ông. Mọi người không hiểu vì sao Choi Kang-ta lại có được tài liệu bí mật đó. Con nghĩ là do ông Tebo đã lén lấy trong két sắt đưa cho Choi Kang-ta. Bây giờ con đang truy tìm tung tích của ông Tebo. Lúc này ông Tebo ở nhà thì Jean Bobe về hỏi ông có cần giúp đỡ không vì con có bạn làm ở cục tình báo trung ương. Nhưng ông bảo không cần làm thế. Còn Chejon đến cục cảnh sát đưa tài liệu về Choi Kang-ta. Anh hỏi cảnh sát Seo có biết gì về Kinh không. Hình như hắn là tên tội phạm quốc tế nhưng có liên hệ gì với Choi Kang-ta. Bởi vì Kinh chính là Choi Kang-ta. Cảnh sát Seo cầm hình gia đình bốn người lên xem. Chejon yêu cầu cô từ bây giờ hãy bảo vệ trưởng quan Lee, lợi dụng ông ta để bắt Choi Kang-ta. Bên ngoài nhà chủ tịch Trang được bảo vệ nghiêm ngặt. Michael lén vào quan sát bên trong rồi gọi cho trưởng quan Lee. Ông đã phạm tội thì phải nhận sự trừng phạt. Trốn chạy cũng không tránh được tội của ông đâu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Hôm sau mọi người tập trung ở phòng trưởng quan Lee chờ Michael gọi. Cuối cùng Michael cũng gọi. Trưởng quan Lee cố tình kéo dài thời gian để cảnh sát tìm vị trí của anh. Khi đó Vivian Castle đang canh thời gian để dừng cuộc gọi và thế là cảnh sát đã thất bại. Nhưng Chejon cho rằng Michael sẽ mắc bẫy mà đến tìm trưởng quan Lee. Ở đây mọi người khuyên anh đừng đi vì biết đó là cái bẫy họ giăng ra. Nhưng Michael vẫn quyết sẽ đi vì nó liên quan đến quá khứ của anh. Sau đó Vivian Castle đến gặp chủ tịch Chang hỏi. Sao cứ để Chang Ho ở phòng tạm giam chứ? Ông không làm được thì tôi sẽ giúp Chang Ho ra rồi bỏ đi. Sau đó Chang Ho được thả ra. Anh về nhà quỳ xuống trước mặt bố. Trong khi đó Michael lén xâm nhập vào trong nhà. Trưởng quan Lee được đưa xuống tầng hầm. Michael đi đến đâu xả khói mù đến đó làm cho binh lính bảo vệ chạy tán loạn. Anh xuống tầng hầm nhẹ nhàng hạ gục các cảnh sát. Anh cầm súng bước tới trưởng quan Lee. Bất ngờ cảnh sát Seo đứng phía sau yêu cầu anh bỏ súng xuống. Nhưng Michael quay lại đẩy nhẹ cô cảnh sát đã ngã nhào. Cô hãy ở yên đó, tôi không muốn xử lý cô. Anh bước tới hỏi trưởng quan Lee về di vật cuối cùng mà bố anh để lại.
Bỗng cảnh sát vào bao vây Michael. Che John bước tới bảo cậu tưởng bố cậu có để lại di vật sao rồi lấy hình ông ra đốt đi. Michael nhìn ngọn lửa nhỏ kia mà uất hận dâng trào. Anh liền chụp bắt trưởng quan Lee làm con tin. Và một ánh sáng lóe lên, Michael đã biến mất. Trên xe, Castle hỏi anh không sao chứ. Michael nghĩ đáng ra tôi phải tặng quà cho họ mới đúng. Sau đó, theo lời Castle, Dennis đã làm một video mà trưởng quan Lee trả lời phỏng vấn của Jean Bobe. Ông nói ra toàn bộ sự thật việc ông và đồng bọn đã rớt người vào 25 năm trước. Dennis đề nghị che mặt Jean Bobe lại nhưng Vivian Castle không cho. Thế là đĩa CD được gửi đến cho chủ tịch Trang xem. Ông cấp tốc chạy đến nhà chủ tịch Han mở lên cho ông ta xem có cả Che John. Chủ tịch Trang yêu cầu phải xử lý ký giả này trước và phải làm sao để trưởng quan Lee không thể mở họp báo. Lúc này trưởng quan Lee đang ở cùng cảnh sát cell. Ông có điện thoại yêu cầu vào phòng sách thì điện thoại tắt máy. Sau đó lại có một cuộc gọi nói là Choi Kang-ta bảo ông ra ngoài. Nhưng thật sự chính là Che John đã mạo danh Kang-ta. Khi ông ra ngoài cùng cảnh sát cell, cô vừa quay qua nghe điện thoại thì đã không còn thấy ông nữa. Trưởng quan Lee đã lên xe taxi rời đi. Phía sau xe Dennis cũng đang chạy theo. Ông đến nơi theo lời chỉ điểm gọi Kang-ta nhưng người đi ra lại là chủ tịch Trang. Ông ta chất vấn tại sao lại phản bội tôi rồi ông tiến tới xử lý trưởng quan Lee. Trưởng quan Lee lúc này túm được khúc gỗ và phản công lại chủ tịch Trang. Cùng lúc này Trang Ho cũng đi tới, hắn ta nhanh tay tiễn ông đi đoạn đường còn lại. Michael và tiến sĩ ngồi trong xe nghe được hết mọi động tĩnh. Tự nhiên máy nghe lén gặp sự cố và không có tín hiệu nữa. Sau khi xử lý xong, trưởng quan Lee Che John đi vào bảo hai người họ hãy về nhà trước, còn tôi sẽ ở đây để xử lý những việc còn lại. Sau đó anh gọi báo với cấp trên trưởng quan Lee đã bị hãm hại. Thủ phạm chính là King. Lát sau cảnh sát đã có mặt kiểm tra hiện trường vụ án. Cảnh sát cell vô tình tìm thấy được chiếc đồng hồ mà Trang Ho đánh rơi. Ra ngoài, Che John mắng cảnh sát cell tại sao lại để xảy ra chuyện này. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt trưởng quan Lee. Sau khi giải quyết trưởng quan Lee xong, chủ tịch Trang gặp chủ tịch Han. Ông tỏ vẻ lo ngại vì con bé phóng viên là bạn gái Che John. Nó có bạn gái mà tôi không biết sao. Nhưng không sao, ông hãy xử lý nó đi. Michael ngồi nghe được họ muốn xử lý Jean Bobe. Anh liền hỏi tại sao lại ghép mặt Jean Bobe vào trong này. Vivian Castle xin lỗi sếp, là em bảo cậu ấy làm đấy. Vivian Castle, tôi đã nói rồi. Đừng động đến những người không liên quan đến chúng ta nữa. Michael, em chỉ muốn đánh nhanh rồi trở về Mỹ. Con bé đó quan trọng hơn cả điều này sao? Anh xem con bé đó quan trọng hơn mối quan hệ của chúng ta sao? Trong khi đó, Jean Bobe đến hiện trường gặp Che John. Anh yêu cầu cô tuyệt đối không được đưa tin về việc phỏng vấn trưởng quan Lee. Jean Bobe không hiểu Che John đang nói gì nên bỏ đi. Sau đó Che John về gặp bố thì Michael gọi cho Che John. Được biết video phỏng vấn kia là hình ảnh cắt gấp và lồng tiếng. Tôi rất cảm ơn anh vì đã xử lý trưởng quan Lee giúp tôi mà tôi lại không cần động tới. Sau đó Che John gọi cho cục tình báo. Được biết đoạn băng là giả. Họ đã ghép mặt và thay đổi giọng nói. Lúc này Vivian Castle đang lái xe thì tiến sĩ gọi bảo cô nên quay về vì chuyện Jean Bobe sếp đã giải quyết xong. Nhưng Vivian Castle liền tắt máy. Các người hãy cứ đợi xem có thể bảo vệ con bé đó thế nào. Còn Bobe đang lái xe trên đường thì có xe theo dõi ở phía sau. Ở nhà Che John đang lo lắng thì Trang Ho về. Anh bắt cậu ta gọi điện dừng lại. Khi đó Vivian Castle giả giọng thư ký trưởng quan Lee gọi cho Jean Bobe dụ cô đến nhà kho. Khi Jean Bobe chạy xe tới thì nhận được cuộc điện thoại. Vivian Castle dụ cô đi vào xe đông lạnh rồi khóa thùng xe lại, sau đó cô rời đi. Jean Bobe sợ hãi gọi cho Michael nói mình đang bị nhốt trong xe đông lạnh. Lúc này Che John cũng gọi cho Jean Bobe và biết cô đang gặp nguy hiểm. Anh tức giận gọi cho Trang Ho nhưng anh ta khẳng định không phải mình làm. Ở đây Dennis xác định được vị trí chiếc xe đang chạy cho Michael đuổi theo. Che John cũng đang chạy theo chiếc xe chở Jean Bobe. Trên xe, Jean Bobe vì lạnh quá đã ngất đi. Vivian Castle mở cửa xe kiểm tra rồi lạnh lùng đóng lại. Michael chạy tới mở khóa xe bế Jean Bobe ra ngoài. Anh đắp chăn rồi massage cho cơ thể cô ấm lên. Khi cô tỉnh lại không biết đây là đâu. Anh ôm cô vào lòng trước mặt Che John. Lúc sau Che John đến hỏi em có sao không. Cô nói không sao rồi theo Che John đi. Về đến nhà mẹ lo lắng la cô lại đi lấy đề tài mới bị như vậy. Che John không nói gì liền cúi chào bà ra về. Trên xe Che John tự hỏi tại sao. Michael là ai mà có thể tìm ra chỗ đó nhanh như vậy. Về phòng cấp dưới báo cho Che John biết đã tìm ra lớp học phụ đạo của cháu gái ông Tebow. Anh ra lệnh bắt ông Tebow rồi gọi điện hẹn gặp Michael. Cảm ơn anh đã cứu Jean Bobe giúp tôi. Tôi cũng nói cho anh biết Jean Bobe là người phụ nữ của tôi kể từ khi gặp lần đầu vào 8 năm trước cho đến bây giờ. Sao anh không nói với Jean Bobe mà lại nói với tôi? Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai sẽ thay đổi theo ý của tôi. Lúc này có người áo đen lén mở cửa xe Michael. Anh đi ra phát hiện thì họ tấn công anh. Nhưng họ không phải là đối thủ của Michael nên liền bỏ chạy. Hôm sau cảnh sát cell đưa ra chiếc đồng hồ có lắp đặt thiết bị GPS và thiết bị nghe lén nhặt được ở hiện trường. Nhưng cô lại chưa xác định được dấu vân tay trên đó. Lúc này Trang Ho gọi cho Che John hỏi về chiếc đồng hồ đã làm rơi. Thế là Che John lén vào nhà xác lấy dấu vân tay trưởng quan Lee. Sau đó anh lén vào phòng kiểm định in dấu vân tay của trưởng quan Lee lên chiếc đồng hồ. Khi anh vừa đi ra thì cảnh sát cell nhìn thấy. Hôm sau Che John mở họp báo nói King chính là người đã giết trưởng quan Lee. Michael cũng xem TV thì tiến sĩ cùng Vivian Castle vào báo. Bên ngoài đang thực hiện lệnh giới nghiêm. Chúng ta không cần phải sợ, người cần phải sợ là bọn chúng. Cuối cùng tôi sẽ vạch trần sự thật để rửa oan cho mình. Bên này Che John đến gặp Trang Ho hỏi chiếc đồng hồ đó ở đâu mà cậu có vậy.
Chiếc đồng hồ đó chính tay Vivian Castle đã tặng tôi đó. Chae-jun nghe vậy liền đến gặp Vivian Castle hỏi về chiếc đồng hồ cô tặng cho Chang-ho. Tại sao lại lắp GPS và thiết bị nghe lén? Nhưng Vivian Castle bảo chiếc đồng hồ đó là do người khác tặng cho tôi và bắt tôi phải tặng cho Chang-ho. Trong khi đó, cảnh sát tới nhà bắt ông Tae-bo. Chae-jun vào phòng tức giận hỏi ông đã đưa cho ai tài liệu mà ông đánh cắp trong két. Nhưng ông bảo không có đưa gì cho ai hết. Thế là Chae-jun nhắc đến cháu gái ông để cố tình uy hiếp. Ông la hét đập đầu xuống bàn thì cảnh sát Seo chạy vào cho người đưa ông Tae-bo ra. Anh nói đề nghị báo cáo tình hình mà lại ép lấy lời khai như thế à? Lúc này Michael cùng Changni làm việc với công ty bên Nhật để tìm nguồn đầu tư. Họ có một điều kiện là nếu Michael đứng ra làm họ sẽ đầu tư 30 tỷ yên. Nghe thấy vậy Changni như mở cờ trong bụng. Chang-ho bên này cũng gặp Vivian Castle. Cô giả vờ khóc lóc vì bị ép buộc tặng chiếc đồng hồ cho anh. Trong khi đó Jin Bobe đến phòng cảnh sát hỏi về ông Tae-bo thì Chae-jun vào mời cô ra ngoài. Cô cho anh biết ông Tae-bo đang ở nhà mình. Sao trước đây em nói không biết họ ở đâu? Em xin lỗi nhưng anh đã bắt nhầm người rồi. Thế là Bobe vào hỏi ông Tae-bo đã gặp Kinh bao giờ chưa? Nhưng ông khẳng định chưa gặp lần nào. Về nhà mẹ hỏi con đã gặp ông Tae-bo chưa? Con vừa đi gặp rồi mẹ à. Ông ấy bị bắt về vụ mở két sắt của tập đoàn Jeonmi. Bà nghe nói tập đoàn Jeonmi nên hết hồn liền buông giỏ đồ xuống. Chủ tịch Trang là một người giàu có nhưng con trai lớn ông ta lại là một tay xã hội đen. Trong khi đó ông Tae-bo đang ngồi ngủ thì Chae-jun đổ nước lên đầu ông. Tôi hỏi ông tại sao lại bảo vệ Kinh. Ông vẫn nói rằng tôi không biết, làm Chae-jun vô cùng tức giận ấn cổ ông. Thấy vậy cấp dưới chạy vào can anh ra rồi đưa thư Kinh gửi. Bên trong là hình vào một cuộc hẹn với điều kiện thả ông Tae-bo ra. Thế là cảnh sát Seo điều động toàn bộ cảnh sát tới mai phục sẵn. Ở đây Chae-jun cũng đã chuẩn bị nạp đạn vào súng. Michael cũng chuẩn bị mặc áo chống đạn và miếng dán thay đổi giọng nói. Đến điểm hẹn cảnh sát bố trí nghiêm ngặt. Trên xe tiến sĩ và Dennis cũng đang theo dõi tình hình bên ngoài. Lúc sau Dennis giả làm người giao hàng đến hỏi Chae-jun có phải đặt sườn bò. Nhưng Chae-jun nói không phải. Dennis đang nghe điện thoại liền đưa cho Chae-jun nghe. Sau đó Dennis lên xe rời đi. Michael cho Chae-jun biết chiếc điện thoại sẽ phát nổ. Thế là anh ta liền ném chiếc điện thoại ra xa. Thì đúng như Michael đã nói, nó nổ tan tành. Bên trong xe tiến sĩ nhấn nút bom nổ liên tục khiến khói bay mịt mù. Michael chạy mô tô xông đến trước mặt Chae-jun. Bên trong chiếc đĩa này là tất cả những gì anh đã làm, kể cả việc tiêu hủy chứng cứ. Chúng ta hãy tiến hành một cuộc thương lượng. Thế là Chae-jun đành gọi điện ra lệnh thả ông Tae-bo ngay lập tức. Anh ta vừa cầm đĩa CD thì lập tức nhắm súng bắn vào Michael, nhưng Michael đã tránh kịp. Chae-jun dùng còng số 8 để cố gắng bắt được anh. Nhưng quá đen cho anh vì Michael đã còng Chae-jun vào hàng rào rồi lên xe phóng đi. Chae-jun nhìn theo tức giận la hét inh tỏi. Lúc này hai ông già ngồi ở nhà chờ tin tức thì nghe được tin họ đã thất bại. Hai người biết được tin thì tự an ủi nhau phải nên cẩn trọng hơn vì Kinh vẫn còn ở đâu đó. Michael ngồi nghe chủ tịch Han nói tôi lúc nào cũng chào đón tiểu tử đó. Anh cười bảo chính ông nói sẽ hoan nghênh tôi đó nhé. Bên này ông Tae-bo về nhà, hai ông cháu ôm nhau mà khóc. Jin Bobe cứ nghĩ là Chae-jun có lòng tốt thả ông ra nên đến gặp anh cảm ơn. Chae-jun nắm tay Jin Bobe đề nghị hai chúng ta bắt đầu lại. Nhưng Jin Bobe rút tay lại từ chối vì chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Đối với anh thì chưa bao giờ kết thúc vì em anh mới quay trở lại. Sáng hôm sau ông Tae-bo nói với Jin Bobe muốn gặp người đã cứu ông và cháu gái. Thế là cô gọi cho Michael bảo có việc muốn nói. Lát sau anh đã có mặt ở nhà cô. Jin Bobe bảo anh đi với mình vì có người đang chờ. Lúc này tên cảnh sát viên cũng lén chụp hình họ. Cô dắt Michael vào nhà gặp ông Tae-bo. Ông hỏi có phải anh đã giết trưởng quan Lee, nhưng Michael cho ông biết không phải mình làm. Khi tiễn Michael ra xe, Bobe có cuộc hẹn nên đã nhờ đi xe cùng anh. Bên này Chae-jun xem hình chụp Michael và Bobe đi cùng nhau thì tức giận. Hôm sau tại lễ khánh thành đảo Bi, Chae-jun cũng có mặt. Michael khoác tay Changni tình cảm bên nhau, còn Castle đi cùng Chang-ho. Michael đứng ra phát biểu về niềm tự hào khi tập đoàn Castle có thể thiết kế ra nó. Chae-jun cảm thấy đảo Bi rất đẹp, hy vọng tập đoàn Castle có thể thành công. Sau đó Michael trở về căn cứ. Tiến sĩ bảo nhà Hantaso không có một kẽ hở nào cả. Lúc này Vivian Castle bước vào. Michael bảo ngày mai sẽ đi bắt Hantaso. Sau đó Vivian Castle đến đồn cảnh sát nói Kinh tặng một bó hoa. Vivian Castle cho biết bên trong có thiết bị nghe lén và một quả bom hẹn giờ. Anh ta biết tôi quen với anh nên bắt tôi làm như thế và nói tối nay sẽ đột nhập vào nhà chủ tịch Trang nữa. Thế là Chae-jun bảo cảnh sát Seo từ bây giờ hãy bảo vệ Vivian Castle. Về nhà Chae-jun nói cho bố biết việc đó. Ông ra lệnh đem hết tất cả đội bảo vệ của mình đến nhà chủ tịch Trang. Lần này quyết không cho hắn thoát. Dennis ở trong xe theo dõi nhà Hantaso thì thấy đội bảo vệ của ông ta lên xe đi hết, chỉ còn một cô gái. Lúc này Michael cũng chuẩn bị trang phục đến nhà Hantaso. Còn ở nhà chủ tịch Trang, cảnh sát và bảo vệ bao vây kín mít để chờ Kinh đến. Vivian Castle cũng được đưa đến đây ngồi cùng chủ tịch Trang. Trong khi đó Michael lại xuất hiện tại nhà Hantaso đối đầu với cô vệ sĩ của ông ta. Bên trong Hantaso nhìn thấy vệ sĩ bị hạ gục, ông ta liền thủ sẵn một con dao. Ông nhấn nút trên xe lăn gọi cho con trai. Michael nhảy xuống trước mặt ông ta. Ngươi chính là con trai của Choi Haeryong. Bên này Chae-jun nghe bố nói nên bảo bố nên kéo dài thời gian, con sẽ quay về ngay. Hantaso, 25 năm trước ông cùng bạn ông đã làm những gì hả? Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì? Tôi muốn ông phải công khai những việc làm xấu trước đây để rửa oan cho Choi Haeryong. Và tôi mong ông hiến toàn bộ tài sản của ông cho xã hội.
Nếu ông không làm thế tôi sẽ công khai bí mật của con trai ông. Che John trên xe nghe vô cùng tức giận. Dennis đang ở bên ngoài cũng đang theo dõi tình hình và báo sếp hãy mau ra ngoài vì sắp hết thời gian rồi. Michael cho ông ta 24 tiếng đồng hồ để công khai mọi chuyện. Anh vừa quay đi thì ông ta cố tình chạy tới tấn công anh, nhưng chỉ một cái nhẹ anh đã đẩy ông ngã khỏi xe lăn. Ông ta còn giả vờ hứa ngày mai sẽ cuộc họp báo công khai tất cả mọi chuyện. Nhưng một lần nữa anh quay đi, hắn liền đứng lên đâm vào vai anh một nhát. Tức giận anh định cho hắn về gặp ông bà thì hắn hỏi, cậu không muốn biết về em gái cậu sao? Dennis bên ngoài gọi sếp hãy đi ngay vì bọn chúng tới cửa rồi, nhưng Michael chần chừ vì muốn biết tin em gái. Khi cảnh sát vừa tiến vào trong thì Michael liền chạy đi. Và cứ như thế anh lại thoát được đám tay sai của ông ta. Về phòng Vivian, Castle khâu lại vết thương cho anh. Michael bảo ông ta không hề bị liệt nửa người. Chắc là có lý do ông ta mới làm như thế. Trong khi đó, Dennis cũng xem lại báo của 15 năm trước nói về Hantasaw. Vì cứu một binh sĩ dẫm phải mìn nên bị liệt nửa người. Sếp nói hai chân Hantasaw vẫn lành lặn. Thế là tiến sĩ nói cho sếp biết sau vụ đó sư đoàn trưởng Hantasaw được trao huân chương và trở thành anh hùng. Nhưng lúc đó ông ta đang bị điều tra về việc lạm dụng công quỹ. Việc được phòng tặng làm anh hùng của ông ta đã che đi vụ lạm dụng công quỹ. Nhưng ông ta lại nói em gái tôi vẫn còn sống. Lúc này anh nhớ lại vụ hỏa hoạn năm đó. Hôm sau Che John đến gặp Castle để nhờ cô giúp bắt Kinh. Cô đưa ra điều kiện là cục tình báo các anh phải dừng điều tra về công ty Castle của chúng tôi. Bên ngoài cảnh sát SEAL đang dùng thiết bị dò tìm giả soát. Bất ngờ Michael đi vào chào cô. Cô loạn choạng liền ngã xuống, may nhờ anh đã đỡ kịp thời. Cảm ơn anh, tôi là cảnh sát SEAL Misu, tôi đang thi hành nhiệm vụ ở đây. Lần sau cô nên cẩn thận chút nhé. Nhưng vai trái của anh bị thương rồi. Tôi bị thương trong lúc chơi tennis. Sau đó anh đi vào gặp Che John và Castle. Anh ta hỏi Michael vì sao Kinh lại lợi dụng Castle. Ai mà biết được mục đích anh ta muốn gì chứ? Ra ngoài cảnh sát SEAL thắc mắc với Che John vì sao vai trái của Michael lại bị thương. Anh ta nói do đánh tennis nhưng anh ta lại thuận tay phải, sao có thể bị thương vai trái. Còn Jean Bobe đang ở quán cà phê thì Michael đến. Vì sao cô lại không từ bỏ việc điều tra tập đoàn Johnmy? Bởi vì tôi muốn công khai sự thật cho thiên hạ biết mà thôi. Tất cả là vì tiền và quyền lực đã thao túng mọi thứ. Trong khi đó Chang Ho đến nhà Jean Bobe đập phá. Ông Tebo tức giận chạy ra cắn vào tai Chang Ho bắt họ ra ngoài. Michael đi ăn xiên bẩn cùng Bobe thì ở nhà gọi nên cô vội chạy về. Mẹ ơi con xin lỗi, con không nghĩ họ lại đến nhà mình. Bà khuyên con gái đừng dính vào tập đoàn Johnmy nữa. Bên này Che John tức giận gọi cho Chang Ho cảnh cáo anh không được động đến người nhà Jean Bobe. Sau đó anh gặp Jean Bobe. Cô thắc mắc vì sao tên Kinh lại hại chủ tịch Kang và trưởng quan Lee chứ. Sẽ có kết quả nhanh thôi. Khi hắn khai ra anh sẽ cho em biết. Bỗng Michael khoác tay Chang Ni đi vào. Bốn người gặp nhau. Chang Ni hỏi vì sao cô lại viết bài bịa đặt về tập đoàn Johnny. Cô trách Che John sao không để ý người của mình. Che John nắm tay Jean Bobe bảo vì anh bận lo bắt Kinh. Anh ta đứng lên vào nhà vệ sinh nhưng lại đặt tay lên vai trái Michael. Hắn cố tình ấn mạnh để xem phản ứng của anh. Tuy đau nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Sau đó Che John vào nhà vệ sinh ra lệnh cho đàn em. Khi Michael đi ra thì hãy tấn công vào vai trái của anh ta. Michael vừa ra khỏi xe thì có người tới tấn công anh. Tuy bị thương nhưng làm sao hắn có thể là đối thủ của Michael. Chỉ một vài chiêu nhẹ nhàng hắn đã phải bỏ chạy. Michael về căn cứ hỏi đã chuẩn bị tin tức đăng báo ngày mai chưa. Dạ rồi thưa sếp. Ngày mai báo chí sẽ đăng tin do chúng ta cung cấp. Hôm sau chủ tịch Trang tức giận vì sao ba tờ báo lớn đều đưa tin về việc rửa tiền của tập đoàn Johnmy. Bỗng thư ký chạy vào báo mọi người đang bán tháo cổ phiếu của công ty. Trang Ni cũng bị phóng viên vây quanh chụp hình. Lúc này Vivian Castle cũng cho Trang Ho biết lần hợp tác này của tập đoàn Johnmy với Castle sẽ bị hủy. Anh ta lo lắng hỏi vậy số tiền chúng tôi đã đầu tư 200 tỷ won có thu hồi lại được không? Anh không đọc hợp đồng sao? Hãy bắt đầu lại cuộc đời mới nhé. Trong khi đó ở nhà mẹ Jean Bobe xem tin tức nói về tập đoàn Johnmy. Bà lo lắng nghĩ là do Jean Bobe gây ra nên phải ngăn lại mới được. Bà đến gặp chủ tịch Trang xin ông đừng ra tay với Jean Bobe bởi vì con bé là con gái của ông. Vivian Castle đang ở căn cứ một mình cũng nghe được câu chuyện này. Ông tức giận bảo chính con gái của bà đã làm hại công ty tôi sắp phá sản. Không lẽ hai mẹ con bà muốn trả thù tôi? Sau đó chủ tịch Trang đến gặp chủ tịch Han nói về Han Suja. 27 năm trước cô ta nói có thai nên tôi đã đưa tiền cho cô ấy đi bỏ. Ai ngờ bây giờ cô ta quay lại nói con bé phóng viên đó là con gái tôi và bảo tôi đừng ra tay với nó. Bên này Vivian Castle đang thay băng cho Michael. Cô hỏi anh có yêu em không vì em muốn làm bạn gái anh. Giờ thứ tôi cần không phải là một người phụ nữ mà là trả thù. Vậy thì ngoài Chang Ho và Chang Ni, chủ tịch Trang còn có một người con gái nữa đó là Jean Bobe. Về căn cứ Michael nhớ lại những gì mà mẹ Jean Bobe nói với chủ tịch Trang mà anh chỉ biết đứng hình. Tiến sĩ hỏi sếp có cần đưa Jean Bobe vào nhóm người cần giải quyết không? Nhưng Michael chỉ biết im lặng không nói được gì. Lúc sau anh bảo không được ra tay với Jean Bobe và đây là mệnh lệnh. Vivian Castle ngồi trong xe nhớ lại khoảng thời gian đã trải qua ở Hàn Quốc. Trái tim của anh đã có hình bóng của Jean Bobe. Thế là cô quyết định đội mưa đến nhà Che John. Cô đã phản bội Michael nói cho Che John hết tất cả bí mật của căn cứ. Vivian Castle lái xe ra về nghĩ tất cả là do anh đó. Michael là tự anh đã gây ra chuyện này chứ không phải em. Che John nghĩ thì ra là Michael. Mày cứ ở đó chờ tao tới bắt sống nhé. Vivian Castle về căn cứ bảo ngày mai là kết thúc rồi nhưng tâm tôi lại thấy không yên.
Sáng hôm sau, Che Jon đến sở yêu cầu tập trung lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Anh đưa người đến tập đoàn Jonmi giả soát ra hết tất cả máy quay và máy nghe lén. Sau đó Che Jon cho mọi người biết Michael chính là King và cũng là Choi Kang Ta. Vậy thì con hãy chính tay xử hắn, đừng để nó thành hiểm họa. Michael đang massage chân thư giãn cùng Changi. Cô thắc mắc vì sao tài liệu mật của công ty làm thế nào mà báo chí tìm ra được. Thế là anh cho nhân viên ra ngoài rồi massage chân cho cô. Changi đến bên ôm anh, cảm thấy thật hạnh phúc. Sau đó hai người ra về thì Changi có điện thoại gọi cô về gấp. Đến nhà bố cho cô biết Michael chính là King. Anh trai còn tịch thu điện thoại và kéo cô về phòng. Bên này Michael đến gặp Jin Bobe rủ cô ra ngoài chơi. Anh kể cô nghe lúc 7 tuổi đã được bố mẹ người Mỹ nhận nuôi. Nhưng không lúc nào là anh không nghĩ đến việc trở về Hàn Quốc. Còn tôi thì lại không biết bố mình hình dạng như thế nào. Tôi chỉ biết ông đã qua đời rồi. Anh không nói gì liền nắm lấy tay Jin Bobe. Cô cười và mời anh cùng về nhà ăn bữa cơm gia đình. Tuy nhiên lúc này Che Jon đến gặp Vivian Castle. Ngày mai cô hãy đeo cái này cho Michael. Trong khi đó anh đang vui vẻ ăn cùng mọi người ở nhà Jin Bobe. Ra về Michael hôn lên trán Jin Bobe rồi lên xe đi. Bỗng Che Jon ra gọi bảo em từ chối anh là vì anh ta sao. Người đó không giống như những gì em thấy đâu. Nhưng Jin Bobe xin lỗi rồi bỏ vào nhà. Anh về nhà nhớ lại bữa cơm vừa rồi. Anh cười gọi điện cho Jin Bobe chỉ để nghe giọng của cô. Thế là Bobe hẹn anh mai sẽ gặp. Hôm sau Michael đang mặc đồ thì Castle bước vào. Em tặng anh cái này, nhất định anh phải đeo đấy. Bởi vì đây là em vì anh mà chuẩn bị. Sau này em không thể tặng anh như thế này được nữa đâu. Cảm ơn em đã giải quyết rất tốt vụ đảo bi rồi bỏ đi. Lúc này tiến sĩ xem hình người bạn ở Mỹ. Dennis hỏi ông có nghĩ là mình sẽ gặp lại người nhà ở Mỹ không? Michael cùng Vivian Castle đi ra. Bất ngờ anh nghe Trang Ho nói sẽ đi bắt cô phóng viên và thả xuống dòng sông. Nhưng anh không biết đây chính là cái bẫy mà Che Jon vạch sẵn để lừa anh. Nghe vậy Michael liền chạy đi tìm Jin Bobe. Dennis cũng chạy theo anh. Vivian Castle ở nhà buồn bã uống rượu. Cô quấn dây làm tay mình chảy máu mà không hay. Cô gọi cho Che Jon báo rằng Michael đã xuất phát. Anh ta liền nhấn nút thì Dennis ở trong xe bị nhiễu sóng làm đau cả tai. Vệ tinh theo dõi sếp cũng biến mất và không liên lạc được với anh. Dennis báo về căn cứ tiến sĩ cũng bị mất vệ tinh của sếp. Bên ngoài cảnh sát SEAL cùng lực lượng đột nhập vào căn cứ bí mật. Tiến sĩ phát hiện ra nên ông nhấn nút phá hủy hết toàn bộ hệ thống. Dennis không liên lạc được với tiến sĩ vô cùng lo lắng. Ở đây tiến sĩ nhìn lại nơi này lần cuối rồi nhấn nút xả khói mù. Cảnh sát đã bắn rất nhiều phát vào người làm ông gục ngã ngay tại chỗ. Vậy là tiến sĩ đã không thể trở về Mỹ được nữa rồi. Bên này Michael cũng đang gặp nguy hiểm. Họ tìm một người giả làm Jin Bobe treo lên cầu để dụ anh. Khi anh đeo mặt nạ bước xuống đến gần Trang Ho đánh một phát hắn liền bỏ chạy. Anh tới cởi trói thì phát hiện đó không phải Jin Bobe. Bỗng bên kia Che Jon gọi Choi Kang Ta. Anh quay lại nên đã bị cô ta chém phăng mặt nạ xuống. Sau đó là rất nhiều tiếng súng vang lên. Anh đã bị trúng đạn. Mặc dù vậy nhưng khi Michael nhìn thấy Vivian Castle ở đó cùng họ, anh hiểu được căn cứ đã xảy ra chuyện và cô đã phản bội anh. Cuối cùng anh quyết định tẩu thoát bằng cách nhảy xuống dòng sông Hàn. Jin Bobe đang làm việc mà cảm thấy lo lắng. Không hiểu sao anh không nghe máy. Cảnh sát được điều động đến để tìm anh. Phóng viên cũng có mặt để đưa tin vụ việc. Che Jon ra lệnh dù có phải tắt cạn nước trong hồ cũng phải tìm cho ra anh ta. Đừng có nghĩ là hắn ta đã chết bởi vì hắn chính là King đấy. Lúc này Vivian Castle gọi cho Che Jon yêu cầu anh hãy thực hiện lời hứa. Đó là phi vụ lần này tất cả mọi việc đều không liên quan đến tập đoàn Castle. Bên này Michael có việc nên phải về Mỹ gấp. Cô nhớ lại cái ngày được Michael cứu ra từ bọn bắt cóc. Lần đầu tiên gặp anh nói mình tên King. Castle nước mắt tuôn chào cô nói xin lỗi Michael. Che Jon cũng mở họp báo nói về vụ đã tiêu diệt được King tại cầu sông Hàn. Jin Bobe đứng nghe Che Jon thông báo tin tức. Cô nghĩ trong bụng chẳng nhẽ anh ấy đã không qua khỏi lần này rồi sao? Còn hai ông già gặp nhau tay bắt mặt mừng vì đã tiêu diệt được mối đe dọa bấy lâu. Changi ở trong phòng uống rượu nghe tin tức mà cảm thấy đau lòng. Trong khi đó nghe tin tức King chính là Choi Kang Ta. Bố cảnh sát SEAL nhớ lại cái ngày ông nhảy vào biển lửa rồi run rẩy xem hình con gái. Còn Vivian Castle trở về căn cứ bí mật thì Che Jon đến. Thuộc hạ của hắn có bao nhiêu người, tại sao tại hiện trường chỉ có một người? Vì Michael không còn nên anh không cần tìm người của anh ta. Cái đó sẽ do tôi quyết định nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tôi đã đưa Michael cho anh không phải vì tôi sợ anh mà là vì lợi dụng anh. Che Jon tức giận chĩa súng vào cô. Anh không sợ hậu quả sao? Nếu trong vòng 24 giờ tôi không liên lạc với tập đoàn Castle sẽ có một tài liệu được tung ra, bao gồm tất cả những việc làm của anh và những người liên quan. Che Jon đành buông súng xuống. Sau đó cô đến nhìn mặt tiến sĩ lần cuối. Đừng tha thứ cho tôi. Còn Jin Bobe đến gặp Che Jon hỏi khi nào anh công khai King thế. Che Jon cho cô biết King chính là Choi Kang Ta và còn có một tên khác là Michael. Jin Bobe cảm thấy vô cùng sốc. Cô lặng lẽ ra về mà lòng nặng trĩu. Cô nhớ lại cái ngày mà anh cứu mình trên biển. Cô không thể chấp nhận sự thật như thế. Che Jon thấy vậy chạy tới đỡ cô đi về. Còn ở đây ông Tae Bo đang ở nhà thì nghe tiếng động lạ. Ông ra cửa thì thấy Michael đi vào trên người đầy vết thương. Ông dìu anh vào phòng mình và rất lo lắng. Ông bảo anh nên đi bệnh viện nhưng Michael đau đớn bảo không cần đâu. Anh cầu xin ông đừng nói chuyện này cho Jin Bobe biết. Bên ngoài Che Jon cũng đưa Jin Bobe về. Vào phòng cô nằm trên giường buồn bã. Lúc này cháu ông về nên ông nhờ đi mua dùng ít thuốc sát trùng.
Che Jun liền hỏi mua thuốc sát trùng để làm gì thì mẹ Jin Bobe về tới. Bà vào nhà gặp Jin Bobe. Che Jun định về thì nghe tiếng Jin Bobe khóc nên anh quay lại vào trong. Anh nói cho mẹ cô biết Kinh chính là Michael. Bà nghe không biết nói gì chỉ biết ôm con gái an ủi. Bên ngoài ông Tebo thấy Che Jun cứ ở đây nên tranh thủ đưa Michael ra ngoài. Che Jun bên trong nghe tiếng động nên ra xem thử. Anh còn vào phòng ông Tebo kiểm tra thấy có miếng giấy dính máu. Che Jun nghi ngờ liền đi ra tìm kiếm. Nhưng may mắn Michael đã cùng ông Tebo lên taxi đi. Sau đó Che Jun đến nhà chủ tịch Trang có bố anh ở đây. Mọi người đang nói về việc đã xử lý xong Michael thì Trang Ni đi ra làm ầm ĩ. Cô đau khổ bảo các người phải trả Michael lại cho tôi bởi vì tôi rất yêu anh ấy. Trong khi đó Michael tự lấy đạn bị trúng ở vai ra. Ông Tebo thắc mắc vì sao cậu bị thương mà vẫn có thể sống sót khi nhảy xuống sông. Lúc này anh nhớ lại tiến sĩ đã mặc cho anh một chiếc áo chống đạn và một bình dưỡng khí. Anh có thể ở trong nước 15 phút mà không cần đến oxy. Nhờ vậy mà tôi mới có thể sống sót. Tôi còn có nhiều việc phải làm nên không thể chết được. Tên thật của tôi là Choi Kang-ta. 25 năm trước bốn người họ đã giết bố mẹ và cả em gái tôi nữa. Họ đã nhấn chìm gia đình tôi trong biển lửa. Sáng hôm sau ông Tebo đã đem thức ăn đến cho anh. Ông hỏi anh có thể cho Jin Bobe biết được không? Nhưng anh không cho ông nói vì sợ Jin Bobe sẽ gặp nguy hiểm. Tôi thấy con bé cứ khóc suốt có lẽ nó rất yêu cậu. Tôi không thể yêu ai được bởi vì người tôi yêu sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Xiaomi Su về nhà cô ngồi xem ảnh mình. Bố tò mò hỏi con gái về Kinh nghe cô nói trước đây bố anh ta cũng làm cảnh sát. Còn ông Tebo nhìn Jin Bobe cứ ngồi khóc như thế ông không đành lòng nên bảo cô đi cùng. Ông dắt Jin Bobe đến gặp Michael. Cô đứng hình nhìn anh hồi lâu rồi chạy tới ôm anh. Anh liền đẩy cô ra và nói. Tôi không phải là Michael, tôi là Kinh. Michael đã chết rồi, cô hãy mau về đi. Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Jin Bobe đau lòng chạy đi rồi ngồi bên đường khóc nức nở. Hôm sau Jin Bobe đang nói chuyện với ông Tebo thì Che Jun đến. Anh đưa cô đến quán ăn cháo. Jin Bobe buồn bã hỏi anh đã tìm ra Kinh chưa. Hiện tại thì chưa nhưng anh không hiểu vì sao em lại rơi nước mắt với một người như hắn. Jin Bobe không nói gì múc cháo ăn. Sau đó cô lang thang một mình ngồi nhớ lại ngày đầu gặp anh ở Hawaii. Rồi những lần cô gặp nạn anh đều đến kịp lúc để cứu. Thế là Jin Bobe chạy đến gặp anh. Nhưng khi cô chạy đến mở cửa ra thì Che Jun bịt miệng cô lại. Anh đẩy cô ra ngoài một mình lên trên. Jin Bobe vội vã chạy thang bộ lên. Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh hai người họ đấu súng nhau. May thay khi cô đến nơi chỉ thấy có mình Che Jun. Cô tức giận hỏi tại sao anh theo dõi em. Bởi vì anh muốn bảo vệ em. Anh đừng bao giờ lấy danh nghĩa bảo vệ để theo dõi em. Cô tức giận liền bỏ đi. Khi đó Michael đang tập leo tường mà trong đầu không khỏi nghĩ tới Vivian Castle. Che Jun về đồn ra lệnh theo dõi Jin Bobe 24/24. Lúc này Jin Bobe cùng ông Tebo lên xe đi. Michael đi tập về đứng bên ngoài công trình quan sát thấy có cảnh sát theo dõi nên anh đã rời đi. Bobe cũng chạy tới đây tìm mà không thấy ai hết. Bỗng cô nhận cuộc gọi Michael nói đừng tìm anh nữa vì cô tìm anh thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh về lại nơi cũ, cảnh tượng của 25 năm trước hiện về. Tiếng khóc xé lòng trong biển lửa không thể nào anh quên được và đứa em gái không biết sống chết thế nào. Vivian Castle bên này đang làm việc thì thư ký gọi báo có tổng công ty bên Mỹ gọi. Nhưng khi cô bắt máy thì không thấy ai trả lời. Thế là cô hỏi thư ký vừa rồi ai đã gọi thì được biết là giám đốc Michael bên tổng công ty gọi. Sau đó Che Jun đến bảo vẫn chưa tìm thấy thi thể hắn không biết tại sao. Nếu Michael còn sống nhất định sẽ đến lấy mạng tôi. Bởi vì anh ấy không tha thứ cho những hành động như vậy. Tôi đến Bobe vừa đi về thì Vivian Castle gọi hẹn gặp. Tôi và Michael đã hợp tác với nhau 15 năm. Tập đoàn toàn cầu King Club đến Hàn Quốc không chỉ để làm ăn mà là để báo thù. Khi tôi biết anh ấy là King tôi đã mật báo với Che Jun bên cục tình báo. Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh ấy mà thôi. Nếu như Michael có liên lạc với cô thì cô hãy nói lại với Che Jun ấy. Hôm sau Jin Bobe ngồi nhớ lại những gì Vivian Castle nói. Đột nhiên có bà cô đến đưa tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Jin Bobe mở ra xem thì phát hiện đó là của Michael. Bất ngờ Che Jun đến. Thấy anh cô bối rối làm rơi tấm thiệp. Che Jun nhặt lên trả lại rồi bảo cô đi cùng mình. Michael cũng đứng bên ngoài nhìn thấy họ lên xe đi. Về nhà anh mời cô một bữa ăn rất thịnh soạn và kèm theo một món quà mừng sinh nhật. Cô mở ra là một vòng cổ rất đẹp nhưng Jin Bobe từ chối nhận nó. Anh biết em rất thích Michael nhưng hắn ta là kẻ giết người. Nếu như hắn còn sống anh nhất định sẽ bắt và xử lý hắn. Bởi vì như thế sẽ tốt với em. Nhưng Jin Bobe không nói gì chỉ biết ngồi khóc. Hôm sau cô lên xe thì nghe tiếng Michael gọi nhưng anh bảo cô đừng nhìn ra sau. Hãy chạy tới chỗ rửa xe bên trái. Cảnh sát cũng theo dõi cô ở phía sau. Jin Bobe chạy vào chỗ rửa xe thì Michael nhảy lên lái xe. Anh liền lái xe chạy đi. Khi cảnh sát nhìn vào đã không thấy xe cô đâu nữa. Ra ngoài anh tặng cô một cây bút nhân ngày sinh nhật. Michael, em thật sự rất mơ hồ về anh. Em không biết anh là người như thế nào. Michael nắm tay cô. Nếu như em yêu cầu anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Michael, em tin anh là người không thể ra tay hãm hại người khác mà không có lý do. Anh không nói gì ôm cô vào lòng. Lúc này Che Jun đang ở phòng thì cấp dưới vào báo đã mất dấu Jin Bobe. Anh gọi điện cho cô thì không liên lạc được. Che Jun tức giận đấm một phát vào cấp dưới. Đến tối anh gọi nhưng điện thoại cô vẫn không liên lạc được. Che Jun vô cùng tức giận. Hôm sau ở đồn cảnh sát cho biết chiếc áo chống đạn này được tìm thấy ở sông Hàn. Che Jun nhớ lại khuôn mặt của Michael khi bị trúng đạn.
Anh liền cho triệu tập đội vì Kinh vẫn còn sống. Trong khi đó, cảnh sát Seo đang ở nhà với bố thì nhận điện thoại báo Kinh vẫn còn sống. Thế là cô vội vàng trở về làm việc. Thấy vậy, bố cô vô cùng lo lắng cho cô. Còn hai ông già hay tin lo sốt vó. Tất cả là do trước đây thuộc hạ của ông không giải quyết tốt sự việc. Lúc này, chủ tịch Han nhớ lại cái ngày bốn người họ cùng nhau thiêu rụi căn nhà. Còn có một người nữa tên đó đã bị thủ tiêu. Xe hắn bốc cháy nhưng lại không tìm thấy thi thể. Như vậy có thể hắn vẫn còn sống, chúng ta phải tìm hắn. Về lại đồn cảnh sát Seo cứ xem đi xem lại hình gia đình Choi Kang-ta. Còn Trang Ni đang uống rượu say thì có mấy kẻ lạ mặt dắt cô đi. Michael đến đánh cho bọn chúng tơi tả rồi bế cô lên xe. Ngay lúc này vệ sĩ của cô cũng vừa chạy tới. Sau đó Michael gọi cho Che John hẹn gặp, nhưng yêu cầu phải đi một mình nếu không bố anh sẽ bị tước quyền. Che John về nhà gặp bố hỏi có bí mật gì con không biết sao. Ông đứng lên lấy ra một khẩu súng và một viên đạn đã tẩm thuốc. Con hãy lấy cái này, chỉ cần trúng một viên 30 giây sau thuốc sẽ ngấm vào toàn thân và nó sẽ không có thuốc chữa. Sau khi con xử lý được hắn ta sẽ nói cho con biết bí mật chân ta. Che John lái xe đến sông Hàn theo lời chỉ điểm của Michael. Sau đó anh lên cano đến gặp Michael. Che John chĩa súng vào Michael nhưng anh yêu cầu Che John bỏ súng xuống. Nếu không tôi sẽ nhấn nút dưới chân anh sẽ nổ đấy. Thế là hai người cùng bỏ xuống. Che John hỏi mày muốn gặp tao để làm gì rồi đột ngột tấn công anh. Hai người đàn ông đánh tay đôi với nhau. Nhưng Che John làm sao có thể đấu lại Michael. Anh ta yếu thế liền chụp súng bắn thì đã bị Michael đá một phát, khẩu súng văng ra xa. Che John bị Michael đánh tơi tả, đầu óc quay cuồng không thể đứng lên nổi. Che John, ngươi mở họp báo sớm quá đó. Giờ không lẽ ngươi về nói với mọi người bị kẻ đã chớt đánh bị thương. Nhưng Che John không còn sức để làm gì được và ngất đi. Về căn cứ mới, Dennis đang theo dõi Macau. Hắn là tội phạm quốc tế có liên quan đến hội Tâm Hoàng ở Hồng Kông. Ông Tebo đến gặp họ đưa hình Che John bên cục tình báo sẽ đến giao dịch Mai Thúy. Lúc này Michael cải trang thành Che John đến chĩa súng vào Dennis làm cậu hết hồn. Thế nào, đây là món quà cuối cùng của tiến sĩ để lại cho ta. Xếp giống như này thì chính Che John cũng nhìn không ra. Sau đó hai người đến địa điểm giao dịch có ông Tebo đang đợi. Ông Tebo mở vali tiền cho bọn chúng và hẹn hai ngày sau sẽ thực hiện giao dịch rồi lên xe đi. Họ nhìn theo nghi ngờ đây là một cái bẫy. Nếu vậy thì ta sẽ làm sẵn cái bẫy khác đợi hắn. Trên xe anh tháo mặt nạ ra cười. Ở nhà bố Che John gọi cho anh hoài mà không được. Chủ tịch Trang và con trai cũng chạy tới lo lắng không biết Che John thế nào. Đến ngày giao dịch, Dennis cùng ông Tebo đến giao vali tiền. Bọn chúng cũng đưa ra một vali Mai Thúy. Bỗng dưng bọn chúng cho người bao vây Dennis và ông Tebo. Tuy nhiên mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đạn khói ném vào mù mịt. Michael giả làm Che John bên cục tình báo đu dây tấn công bọn chúng. Tên cuối cùng anh cho một cú đấm ngất tại chỗ. Dennis cùng ông Tebo mang vali Mai Thúy vào phòng Che John. Họ mở két sắt cho vali vào trong. Còn ở đây Vivian Castle gọi về ngân hàng Mỹ cho mật mã mở tài khoản của Michael King. Nhưng lúc sau cô được báo tài khoản đã được rút vào hôm qua không còn khoảng dư. Vivian Castle nghĩ 1 tỷ đô trong tài khoản của Michael đã bị rút ra hết rồi. Có khi nào là Dennis đã lấy hay là Michael? Sau đó cô đi ra xe thì thấy có hoa và tấm thiệp. Lúc này Trang Ho gọi báo Kinh vẫn còn sống. Tức giận Vivian Castle ném bó hoa đi. Cô lo sợ lấy súng tìm người theo dõi mà không thấy ai. Còn Dennis thì lấy xe chở tên Macau ném trước đồn cảnh sát. Hắn ta khai với cảnh sát Seo rằng chính nhân viên cục tình báo Han Che John đã răng bẫy lấy tiền và hàng đi rồi. Lúc sau nhân viên bên tình báo cũng đến đưa hình Che John ra. Hắn xác nhận chính người này đã lừa tôi một vố đau. Cảnh sát Seo ra lệnh cho bên tổ chống độc đến khám xét nhà Che John. Cuối cùng phát hiện trong két sắt có một vali Mai Thúy. Ở đây trên đảo Che John tỉnh lại trở về thì cảnh sát Seo đến đưa lệnh bắt giữ anh. Tất cả mọi chuyện Michael đều theo dõi trên màn hình. Tôi muốn xem hắn thoát tội như thế nào. Nếu có thoát tội thì cũng không thể làm lại chức vụ của mình được. Điều tôi muốn thấy là cái khổ của tướng quân Han. Hắn xem danh dự gia tộc còn hơn sinh mạng của hắn. Tôi muốn cho hắn rơi xuống tầng thấp nhất của địa ngục. Lúc này cảnh sát Seo thẩm vấn Che John. Cô đưa ra nhân chứng để anh đối chất nhưng Che John nói không biết hắn là ai. Tất cả là do tên Kinh bày ra. Cô hãy mau thả tôi ra, mau, không còn thời gian nữa đâu. Hôm sau bên tình báo đưa một nhân chứng là giáo sư Han tới. Ông ta nói trong lúc đi chụp hình thì thấy Che John nằm tại bãi đất trống trên đảo. Vừa ra khỏi đồn giáo sư liền gọi. Tôi đã làm những gì như lời ông dặn, xin ông hãy thả con gái tôi ra. Hôm sau cảnh sát Seo nhận cuộc gọi thả Che John ra vì đã có nhân chứng cho anh vô tội. Tức giận cô ném bay luôn điện thoại rồi ra lệnh thả anh ta ra, phục hồi thân phận tổ trưởng cục tình báo cho anh ta. Che John được thả ra về nhà gặp bố. Ông bảo con trai phải tìm cho được Seo Hyun. Trước đây hắn là tâm phúc của ta. Nếu như con của Choi Hae-ryong còn sống nhất định là do hắn cứu. Bên này Jin Bo-bae đang đọc báo ghi chép về việc cảnh sát Choi Hae-ryong 25 năm trước thì Che John gọi hẹn gặp. Anh đã gặp Kinh. Hắn muốn giết anh vì anh muốn bắt hắn. Anh ta không phải là một người như thế. Cô đưa ra tờ báo ghi lại cuộc phóng hỏa giết cả gia đình cảnh sát Choi Hae-ryong. Em đã điều tra hết rồi. Người lúc 7 tuổi đáng lẽ phải chết thì giờ vẫn còn sống. Bây giờ em muốn nói gì? Em chỉ muốn biết sự thật vì sao người đó lại làm như thế rồi cô bỏ đi. Hai ông già gặp nhau nói về việc tìm Seo Hyun. Nếu em gái hắn còn sống ta sẽ lợi dụng để bắt anh nó. Trang Ni đi ra nghe nên hỏi tại sao bố lại làm thế chứ rồi bực bội bỏ đi. Che John cũng cho người đi tìm tung tích của Seo Hyun. Còn Michael nói với Dennis sẽ giúp một người. Đó là Lee Min-soo 40 tuổi làm việc trong quán cơm nhưng trước là nhân viên quan trọng của khách sạn Jeonmi.
Thứ hai, người quản lý Kim Tae-ho 3 năm trước cũng làm ở khách sạn Jeonmi. Một người nữa tên là Han Cho-soo có công ty từng là chi nhánh của tập đoàn Jeonmi. Anh ta rất hận Chang Ho, lúc nào cũng tìm cách xử lý hắn. Trong khi đó, Jin Bo-bae đến gặp người đã viết tờ báo để hỏi. Cô còn thu âm lại bằng chứng. Ông cho biết theo thực tế thì lúc đó chỉ phát hiện có hai thi thể người lớn. Nhưng tư liệu cảnh sát gửi thì cả gia đình đã ra đi vĩnh viễn cùng nhau. Còn Chang Ni lại say xỉn. Cô ra đường đứng để hy vọng Michael xuất hiện. Bỗng lúc này có người chạy tới ôm cô qua một bên. Thấy cô la hét hỏi anh là ai. Anh ta không nói gì đánh cô ngất đi rồi vác về. Bên này ông Seo Hyun đang ngủ lại thấy cảnh tượng 25 năm trước nên giật mình thức giấc. Ông nhìn thấy con gái tới ấn cổ bảo. Không ngờ người hãm hại bố mẹ tôi rồi làm bố tôi đến bây giờ lại là ông. Tôi không thể nào tha thứ được. Ông hốt hoảng giật mình tỉnh dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ. Hôm sau Che Jun gọi cho bố báo đã tìm được Seo Hyun rồi. Bây giờ con sẽ đi tới đó. Che Jun vừa đi ra thì Seo Hyun cũng đến đồn tìm con gái. Ông đang ngồi ở bàn chờ con gái thì thấy tài liệu về Choi Hae-ryong và Choi Kang-ta. Bất ngờ con gái đi vào. Ông hỏi sao con vẫn điều tra về vụ đó. Nhưng cô nói bố được rồi con bận lắm tí con sẽ dẫn bố đi ăn. Lúc này Che Jun đến nhà ông thì nhìn thấy hình cảnh sát Seo. Anh nghĩ không lẽ Seo Mi-soo là con gái Seo Hyun. Ở đồn cảnh sát ông cũng tạm biệt con gái ra về thì Dennis lái xe đến bảo ông lên xe. Dennis đưa ông đến gặp Michael. Ông còn nhớ tôi chứ Seo Hyun. Ông ta nhìn Michael sợ hãi ngã xuống. Anh đến đưa tay kéo ông đứng lên. Ông nhớ lại lúc cứu hai đứa bé ra khỏi biển lửa. Có phải 25 năm trước chính ông đã cứu tôi rồi đưa tôi vào cô nhi viện phải không? Ông nhớ lại lúc bế đứa bé đặt trước cô nhi viện. Là ông đốt nhà của tôi phải không, nói mau. Ông run rẩy quỳ xuống xin anh hãy tha thứ. Vậy còn em tôi ở đâu? Nhưng ông nói dối rằng em gái cậu đã mất rồi. Anh tức giận lấy súng chĩa vào ông vì ông mà mẹ tôi và em gái tôi không còn. Nhưng Michael rơi nước mắt không thể bắn kẻ thù trước mặt rồi bỏ đi. Lúc này Bo-bae đến gặp cảnh sát Seo nói về kinh. Cô xin cảnh sát Seo cho mình gặp cảnh sát đã giám sát vụ án của 25 năm trước. Nhưng cô tức giận hét bảo Jin Bo-bae ra ngoài. Cô ra lệnh cấp dưới đi tìm người cảnh sát phụ trách vụ án năm đó rồi đem hết tài liệu liên quan về đây. Lúc này Che Jun gọi rủ cô uống bia. Kinh là nhân viên của CIA của châu Âu. Hắn đã làm ra rất nhiều việc nhưng tôi đảm bảo sẽ bắt được hắn. Mà sức khỏe của cô từ nhỏ đã rất tốt à? Đúng, bố tôi nói từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đi vào bệnh viện. Che Jun nghĩ ông ta làm những việc xấu là để kiếm tiền cho con gái trị bệnh tim mà. Thế là nhân lúc cô đi ra, Che Jun đem chiếc cốc cô uống đến yêu cầu xét nghiệm với máu Michael. Cùng với đó là xét nghiệm với mẫu tóc của Seo Hyun mà anh đã cố tình nhặt được ở nhà ông. Seo Hyun bên này buồn bã cầm hình con gái tự hỏi. Phải làm sao đây chứ? Vì con đã trở thành cảnh sát còn anh con lại là tội phạm. Ông đau khổ khóc ngất và xin lỗi con gái. Bỗng lúc này có tiếng động bên ngoài. Ông mở cửa ra thì thấy tướng quân Han. Ông ta dùng dây hãm hại Seo Hyun hỏi con trai của Choi Hae-ryong giờ ở đâu. Lúc đó tôi bỏ nó lại cô nhi viện nên không biết. Vậy em gái Kang-ta đang ở đâu vì tôi rất cần con bé đó. Con bé đó mất rồi. Nếu vậy thì ông cũng đi gặp con bé đó đi. Bất ngờ Michael xuất hiện cứu ông đi. Tại sao cậu lại cứu tôi trong khi tôi nợ cậu quá nhiều? Tôi đã tha thứ cho ông rồi vì 25 năm trước ông cứu tôi một mạng. Khi Michael quay đi, ông định nói cho anh biết về em gái nhưng sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên thôi. Hôm sau hai ông già ngồi bàn chuyện. Hắn nói em gái Kang-ta đã đi gặp các cụ rồi. Vậy kế hoạch bắt con bé đó đem ra làm con tin thất bại rồi. Lúc này Che Jun về tới nói ngày mai sẽ biết kết quả em gái hắn còn sống không. Còn Chang Ni đến nhà tìm Jin Bo-bae hỏi Michael nhưng Jin Bo-bae nói không biết. Tức giận Chang Ni nhào tới đánh Jin Bo-bae vì cho rằng cô dám giật người đàn ông của mình. Mẹ Jin Bo-bae phải chạy về can ngăn. Nói một hồi cô định nhào vô đánh tiếp thì anh vệ sĩ bắt lại vác cô về. Nói đến Michael, anh bí mật gặp hội trưởng hỏi về kế hoạch IT City. Như sếp nói, IT City của chúng ta sẽ trở thành thành phố cấp quốc tế. Hạng mục lần này rất khó nên tôi sẽ cố gắng hết sức đem hết tất cả tài liệu nộp cho hội trưởng xử lý. Tôi sẽ cố gắng hết sức không làm sếp thất vọng. Ngài đến Hàn Quốc đã một thời gian sao lại không liên lạc với tôi làm tôi rất lo lắng. Mục đích của tôi là không muốn người khác phát hiện mối quan hệ giữa tôi và ông. Ông cứ phụ trách tốt kế hoạch IT City, còn những chuyện khác tôi sẽ lo. Ở đây Dennis và ông Tebo tập trung ba người đã từng có mối quan hệ với tập đoàn Johnny. Với nhiệm vụ chủ yếu là đi phá họ. Khi hoàn thành xong mỗi người sẽ có một điều ước và chúng tôi sẽ thực hiện nó. Lúc này Anthony vào giới thiệu sẽ là người thay đổi vẻ bề ngoài của ba người. Cứ thế công cuộc thay đổi bắt đầu từ làm tóc massage, mua sắm quần áo và nữ trang các kiểu. Michael ngồi theo dõi họ qua màn hình. Dennis hỏi Vivian Castle có biết vụ đầu tư vào IT City không? Tôi cũng không biết được. Tôi nghe nói có thể Vivian Castle sẽ trở lại. Nhưng tôi không muốn tha thứ cho cô ta đâu. Trong khi đó Che Jun nhận được giấy xét nghiệm. Em gái Kang-ta đã tìm ra rồi. Anh đem kết quả xét nghiệm về cho bố anh ta xem. Con gái Seo Hyun chính là em gái Kang-ta. Sau đó Che Jun đến gặp Seo Hyun nói mình bên cục tình báo tới. Tôi đã xác nhận Seo Mi-soo là em gái của Kang-ta làm ông vô cùng lo sợ. Còn Chang Ho cầu hôn Vivian Castle nhưng cô hứa sẽ suy nghĩ. Bỗng cô có điện thoại báo em gái Michael còn sống. Che Jun cũng đến gặp Jin Bo-bae nói cho cô biết em gái Michael vẫn còn sống. Jin Bo-bae vội chạy về nói cho ông Tae-bo biết việc này. Ông Tae-bo liền báo cho sếp biết lời Che Jun nói. Dennis khuyên sếp đừng tin lời Che Jun nói. Đó có thể là cái bẫy do hắn dựng lên. Tôi có linh cảm em gái mình vẫn còn sống.
anh liền gọi cho Seo Hyun. Ông ta hẹn anh 2 giờ ngày mai gặp ở công viên. Lúc này Che Jun chuẩn bị sẵn cái bẫy cho cuộc gặp ngày mai. Hôm sau theo lời hẹn Michael đến gặp Seo Hyun. Từ xa anh nhìn thấy ông ngồi cùng một cô gái. Michael từ từ đi tới đặt tay lên vai cô gái. Bất ngờ người quay lại là Vivian Castle. Michael nhìn xung quanh biết họ đã giăng lưới bắt anh. Lúc này Che Jun đi ra. Trang Ho cũng chạy tới cùng đồng bọn. Vivian Castle chĩa súng vào Michael. Tôi chưa từng nghĩ chúng ta là kẻ địch của nhau. Tôi cũng chưa từng nghĩ cô lại phản bội tôi đến 2 lần. Anh đánh một phát làm cô ngã xuống. Anh vệ sĩ của Trang Ni nhảy vào đánh tay đôi với anh. Ở đây hai ông già hớn hở vì biết Michael đã bị mắc bẫy. Lúc này thư ký đưa vào món quà bảo là con trai của ngài gửi đến. Ông ta mở quà ra thì phát hiện đó là một quả bom. Ông mở thiệp ra bên trong ghim nếu Kinh chết thì quả bom sẽ nổ. Nếu các người rời khỏi nơi này 2 mét nó cũng sẽ nổ. Thế là ông gọi cho Che Jun báo không được để Kinh chết vì trước mặt chúng ta giờ là một quả bom. Che Jun nghe vậy liền cho hạ súng xuống. Còn ở đây hai người vẫn đấu tay đôi chưa phân thắng bại. Cuối cùng anh đã hạ gục được tên nặng ký nhất. Vừa lúc này Dennis bắn dây cho sếp kịp đu xuống xe chạy đi. Bọn chúng cũng đuổi theo bắn vào xe liên tục. Trên xe Michael đang trói thư ký ô của tập đoàn Johnmi. Hai bên rượt đuổi nhau một đoạn thì Dennis dừng xe lại cho hắn xuống thế thân. Họ nhìn tới thấy người đeo mặt nạ và mặc đồ như Kinh. Hắn lập tức xả súng liên tục làm tên kia gục ngã ngay tại chỗ. Trang Ho vui mừng còn cầm súng tới gần nã thêm vài phát. Che Jun đi tới đấm cho anh ta một phát ngã nhào xuống. Chẳng phải bảo đừng ra tay sao. Anh tới lấy mặt nạ ra thì phát hiện là thư ký ô của nhà mình. Dennis hỏi sếp định xử lý Vivian Castle thế nào. Cô ta đã phản bội anh đến 2 lần. Thế là Vivian Castle vừa lên xe thì thấy Michael bảo xuất phát đi cho đến khi tôi bảo cô dừng lại. Vivian Castle lái xe nhưng đã thủ súng trong tay. Xuống xe Michael hỏi cô biết được gì về em gái tôi. Tôi không thể nói gì về em gái của anh hết. Vậy thì để tôi tiễn cô một đoạn. Anh vừa đi qua thì Vivian Castle lấy súng ra nhưng đã bị anh chụp lại. Hai người đánh tay đôi với nhau. Michael đá một phát làm cô rơi xuống cầu. Vivian Castle run rẩy bám víu vào thành cầu. Lúc cô không gượng nổi buông xuống thì Michael đã kịp giữ lại. Em là người đáng tội mà anh hãy buông tay em ra đi Michael. Cuối cùng anh không thể để cô rơi xuống đó mà dùng hết sức kéo lên. Từ giờ cô hãy biến mất mãi mãi trước mắt tôi nhé. Tôi cảnh cáo cô lần này nếu lần sau sẽ không tha thứ được nữa đâu. Sau đó anh lên xe chạy đi. Bên này Che Jun vừa uống ly bia đã không thể đứng lên được. Michael từ từ đi vào bảo anh phải cẩn thận rượu bia đó. Anh ngồi uống rượu chờ Che Jun tỉnh lại. Anh đã uống một loại thuốc độc tên là Chlorosis. Anh không phải là đối thủ của tôi và cũng không thể hại được tôi. Tôi có thể xử lý anh bất cứ lúc nào nhưng người tôi muốn đối phó không phải là anh. Nếu anh chịu hợp tác với tôi thì thuốc giải này sẽ là của anh. Hôm sau cục trưởng đến cục tình báo tìm Che Jun. Nhưng cảnh sát Seo không biết anh ta đang ở đâu. Ông đưa tài liệu chứng minh Che Jun thông đồng với Kinh. Hiện đã có 5 triệu đô được chuyển vào tài khoản của Che Jun. Cô phải điều tra cho kỹ quan hệ của Kinh và Che Jun. Ngoài ra nguồn gốc số tiền kia cũng không thể bỏ qua được. Sau đó cảnh sát Seo có điện thoại báo đã tìm thấy Che Jun. Thế là cô đưa người đến còng tay anh. Cảnh sát lục tìm trong tủ áo còn thấy mặt nạ của Kinh. Sau đó cục trưởng đích thân thẩm vấn Che Jun. Ông đưa ra tấm hình chứng minh hai người đã ngồi uống rượu với nhau. Che Jun không thể nói được gì. Nể tình bố anh và những thành tích trước đây của anh tôi sẽ không khởi kiện. Sau đó Che Jun về nhà gặp bố. Hắn ta đã làm con mất tất cả. Con phải bắt được hắn để trả mối thù này. Còn Jin Bobe chờ ông Tebo về hỏi Michael đã gặp được em gái chưa. Lại bị cái thằng Che Jun gạt rồi. Chưa gặp được em gái mà xém tí xảy ra chuyện. Bobe lo lắng gọi cho anh mà không được. Ở bên Seo Hyun đã bị cô thư ký nhà Che Jun lén chụp thuốc mê bắt đi. Tướng quân Han trói ông dưới tầng hầm đánh bầm dập. Chính mày đã cứu sống con của Choi Haeryong. Nếu giờ không nghe lời tao con gái mày sẽ không yên thân đâu. Trong khi đó cảnh sát Seo gọi về cho bố mà không được. Đột nhiên có người gọi điện nói cô đến nhà gặp vì bố cô đang ở đó. Cô đến nhà Che Jun gặp bố hỏi sao bố lại đến đây. Bố quen biết với ngài này từ lâu rồi. Thời gian này cô hãy để ông ấy ở đây với tôi. Cảnh sát Seo không nghi ngờ gì nên xin phép ra về. Tôi xin ngài hãy tha cho nó bởi vì nó vô tội. Nó là em gái của Choi Kang Ta thì làm sao vô tội được. Bên này Anthony đang dạy cho 3 nhân viên mới cách chơi golf. Anthony than với ông Tebo rằng tôi không thể dạy cho nhóm người này được. Sau đó là dạy họ cách thưởng thức rượu Tây nhưng họ lại uống đến say mềm. Anthony nhìn họ chỉ biết than trời. Trong khi đó hai ông già đang nói đến hạng mục IT City thì chủ tịch Song đi vào. Ông nói ngày mai là buổi lễ khai mạc của IT City các ngài nhớ đến nhé. Hôm sau Michael đứng từ trên nhìn xuống toàn cảnh buổi khai mạc IT City sắp diễn ra. Anh đi tới nhìn những đứa trẻ đang viết điều ước treo lên cây ước nguyện. Thế là anh cũng có một điều ước để treo lên nó. Lúc này hai ông già cũng đến khen về độ hoành tráng của buổi khai mạc. Vivian Castle cũng khoác tay Trang Ho đến tham quan. Trang Ho rủ cô cùng đến cây ước nguyện để cầu điều ước. Vivian Castle viết điều ước của mình thì nhớ lại lúc Michael cứu cô. Thế là cô viết vào đó rằng, hy vọng Michael sẽ tha thứ cho tôi. Lát sau hai ông già đến gặp giám đốc của IT City. Bọn họ nói chuyện rất niềm nở. Lúc này Trang Ho có điện thoại. Vivian Castle báo sẽ một mình trở về Seoul. Bỗng anh ta nhìn thấy Michael đi ngang qua nên liền chạy theo. Vào nhà vệ sinh Trang Ho gặp anh ở đây. Mặc dù Michael đã nói tôi đến đây không phải để đánh nhau, nhưng anh ta cứ yếu ớt xông vào thế là bị anh khống chế.
Anh hỏi các người giấu Seo Hyun ở đâu. Chang Ho run rẩy bảo ở trong nhà chủ tịch Han. Còn hai ông già đứng trên cao nhìn xuống. Cho dù là uy hiếp hay dụ dỗ, chỉ cần chúng ta có thể cướp được IT City từ tay ông ta là được rồi. Hạng mục khuôn viên hải dương lớn nhất thế giới. Chỉ cần chúng ta có được nó, chúng ta sẽ nắm bắt được kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc. Còn cảnh sát Seo đang làm việc thì Che Jun gọi nói sức khỏe bố cô không tốt. Sau đó anh ta vào gặp Seo Hyun. Bây giờ chúng ta ra ngoài thôi. Ông phải phối hợp với chúng tôi cho tốt, nếu không thì con gái ông sẽ gặp chuyện đấy. Bên ngoài Michael đột nhập vào nhà Che Jun. Bên trong hắn dán miệng Seo Hyun làm ông không thể nói được. Michael đi vào hỏi em gái tôi vẫn còn sống chứ. Che Jun bước ra bảo ông ta không nói được đâu, tôi đã dán miệng ông ta rồi. Để tôi nói cho anh biết nhé. Em gái của anh chính là Seo Mi Su, chính là cô cảnh sát mà anh đã gặp đó. So với việc chết dưới tay tôi thì anh chết dưới tay em gái mình sẽ có ý nghĩa hơn. Một lát nữa cô ấy sẽ đến đây. Ngay lúc này Seo Mi Su bên ngoài nhấn chuông. Che Jun liền bắn một phát tiễn Seo Hyun lên đường rồi đẩy súng về phía Michael. Nghe thấy tiếng súng, cô vội vàng chạy vào thì thấy bố mình đã nằm bất động dưới nền nhà. Chính là Kinh đã hãm hại ông ấy đấy. Cô đau khổ chĩa súng vào Michael hỏi tại sao anh lại làm thế chứ. Nhưng anh chỉ biết đứng nhìn em gái đang giận dữ. Che Jun đứng bên cạnh thúc ép cô hãy mau bắn đi. Seo Mi Su nước mắt tuôn trào vẫn không thể bóp cò. Michael nhìn thấy tay cô chuẩn bị lấy còng số 8 ra thì anh bất ngờ đánh một đòn khiến cô ngất tạm thời tại chỗ. Anh tức giận lao tới đá Che Jun. Nhưng khi nhìn lên thấy cảnh sát đã đến nơi thì anh vội vàng rời đi. Cô tỉnh dậy đau đớn ôm cơ thể bố khóc. Trên xe anh bảo nếu Seo Mi Su là em gái tôi thì trong nội bộ cục tình báo sẽ có thông tin. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra máy tính của Che Jun xem sao. Vivian Castle gọi thư ký đặt cho mình một vé máy bay tuần sau về Hawaii và sẽ không trở lại nữa. Chang Ho chạy vào đau lòng hỏi sao em lại đi Hawaii. Còn lời cầu hôn của anh thì sao? Vivian Castle không nói gì, chỉ biết nhìn anh. Sáng hôm trên các kênh tin tức họ đã đưa tin Kinh đã hãm hại Seo Hyun. Mẹ Bobe quay qua dặn cô. Nếu Kinh mà xuất hiện thì phải báo cảnh sát ngay. Bobe chỉ biết gục đầu không nói gì. Ông Tebo cho rằng tin tức nói vậy cũng chưa chắc là sự thật. Michael ở căn cứ nhớ lại những lần gặp Seo Mi Su. Lúc này Dennis vào đưa tài liệu tìm được cho thấy Seo Mi Su chính là em gái sếp. Thế là hình ảnh đứa em gái thơ vô số tội đã không còn trên đời lại hiện về. Bên này Seo Mi Su đau đớn nhìn hình bố mà cô khóc nghẹn. Nhưng khi cô đi về thì có người đeo mặt nạ giống Kinh tấn công cô. May có Che Jun xuất hiện cứu cô đúng lúc. Trên xe Che Jun bảo tuy tôi đã trút bỏ quân phục nhưng tôi cũng muốn bắt được Kinh. Hiện tại Kinh đang tìm em gái, chúng ta chỉ cần lợi dụng điểm này thôi. Những gì hắn nói đều bị Dennis theo dõi và gọi về báo sếp. Che Jun về nói cho bố biết kế hoạch đã vạch sẵn. Vì muốn dụ hắn cắn câu, con muốn lợi dụng luôn cả Jin Bobe. Tốt lắm, đúng là con trai của ta. Trong 15 năm qua bố của con ngồi trên xe lăn mà sống, con biết tại sao không? Bởi vì so với vết thương trên người bố thì danh dự còn quý giá hơn. Khi ông vừa bước vào phòng thì Michael xuất hiện. Ông cầm súng chĩa vào anh hỏi ngươi muốn gì. Anh không nói gì bước tới thì ông ta bóp cò nhưng súng lại không có đạn. Anh đấm có cái mà ông đã không còn biết trời đất gì nữa rồi. Bên ngoài Che Jun đi qua kiểm tra nhưng không phát hiện gì. Bỗng anh nghe tiếng động từ phòng bố nên gõ cửa gọi. Michael dán miếng thay đổi giọng nói bảo con về ngủ đi. Sau đó anh ném ông lên giường. Đừng động tới em gái của ta. Nếu em ta gặp chuyện gì thì lúc đó ta sẽ đem tội danh các người công bố thiên hạ. Hãy nói điều này cho con trai ông biết. Hôm sau hai ông già lại gặp nhau nói về chuyện gặp Kinh. Chủ tịch Trang lo lắng bây giờ không lẽ phải trốn dưới gầm giường mới được hay sao? Còn Che Jun gặp Bobe nói cho cô biết em gái Kinh chính là cảnh sát Seo. Nếu em không tin thì hãy đi hỏi hắn thử xem. Em hãy hỏi hắn tại sao lại trừ khử Seo Hyun, người bố nuôi lớn cảnh sát Seo. Chính mắt anh ở hiện trường chứng kiến tất cả. Jin Bobe nghe không nói gì liền bỏ đi. Bên này Trang ho cho Vivian Castle biết em gái Michael chính là cảnh sát Seo. Quay lại với Jin Bobe, cô đến đồn cảnh sát gặp Seo Mi Su. Lúc này cảnh sát Seo nói tôi chính là Choi Kang Hee, em gái của Choi Kang ta. Cô hãy giúp tôi gặp lại anh trai tôi. Về nhà Jin Bobe nói cho ông Tebo biết em gái Michael muốn gặp anh ấy. Bên này Michael đang tập luyện thể lực thì Jin Bobe đến. Cô nói cảnh sát Seo cũng biết anh là anh ruột của cô ấy. Anh hãy đến gặp em gái nói rõ cho cô ấy biết mọi chuyện để giải tỏa mọi hiểu lầm. Sau đó cảnh sát Seo nhận được một giỏ hoa. Bên trong có tấm thiệp hẹn gặp lúc 3 giờ tại công viên. Thế là cô gọi cho Che Jun báo cuộc hẹn lúc 3 giờ. Gần đến giờ hẹn, Che Jun đã bố trí lực lượng để bắt Michael. Dennis cùng anh ngồi trên xe quan sát xung quanh. Khi em gái xuất hiện, anh nhìn từ xa rồi cho Dennis lái xe đi. Anh đến gặp các nhà đầu tư trình bày về IT City. Chúng tôi sẽ biến nơi này thành thiên đường nghỉ dưỡng lớn nhất toàn cầu. Các nhà đầu tư đều đánh giá cao năng lực của Michael. Ra ngoài, hội trưởng bảo tập đoàn Hanmi và tập đoàn Johnmi muốn nuốt chọn IT City. Sau này họ sẽ hối hận thôi. Tôi chỉ xin anh đừng giao công việc quan trọng cho họ làm. Seo Mi Su khó chịu trở về văn phòng và cô vô cùng tức giận. Che Jun đi vào. Cô bảo người đó đã hãm hại bố tôi nên tôi muốn tự mình hành động. Anh hãy đi đi. Thế là Che Jun đưa hộp GPS và bảo cô hãy đem theo bên người. Nếu hắn xuất hiện thì mở GPS tôi sẽ biết hắn ở đâu. Trong khi đó hai ông già vô cùng lo lắng, tự nhiên cổ phiếu lại sụt giảm khá mạnh. Điều này làm ông chủ tịch bên Nhật Bản rất tức giận. Nếu không trở lại trạng thái ban đầu tôi sẽ không đầu tư nữa. Sau đó ông ta đề nghị họ hãy đi tìm một người có thể giúp họ khôi phục lại. Anh chàng mà Michael đào tạo đã xâm nhập vào hệ thống của tập đoàn Johnmi và Hanmi để phá họ.
Lúc này điện thoại anh ta reo, có người gọi anh đến phòng chủ tịch tập đoàn Hanmi. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh ta thực hiện các thao tác trên bàn phím, biểu đồ cổ phiếu của hai tập đoàn đã tăng cao trở lại. Chan Li đến thang máy thì bất ngờ khi gặp lại Michael. Anh tặng cô bó hoa cho ngày gặp lại. Anh hôn lên tay Chan Li và bảo em hãy trở về cuộc sống vui vẻ như trước đây đi. Vậy chúng ta có còn gặp nhau nữa không Michael? Đương nhiên rồi. Anh đừng bỏ rơi em nhé Michael, bởi vì em rất yêu anh. Hai ông già đang bàn về kế hoạch thâu tóm IT City thì Che Jun tới. Cùng lúc Chan Li cũng hớn hở về nhà. Ai nhìn cô cũng bất ngờ vì hôm nay cô vui vẻ khác thường. Không lẽ em đã gặp được Michael? Chẳng phải anh đã nói Michael chết rồi sao? Làm sao em có thể gặp được người chết chứ? Quay lại đồn cảnh sát, Xiaomi Su nhận được một đĩa CD không ghi người gửi. Cô mở ra xem là vụ án nói về vận chuyển ma túy 25 năm trước. Trong đó còn có cả giấy nhận con nuôi của Kang Ta và giấy khai sinh của cô. Sau đó cô lái xe đến thì Michael leo lên bảo em hãy đến nơi nào thật yên tĩnh. Cùng lúc này cô lại nhấn nút GPS lên cho Che Jun biết. Khi Michael bước xuống xe thì cô lấy súng ra kiểm tra đạn. Cô bước xuống hỏi tại sao anh lại hại bố tôi. Michael chỉ nhìn em gái mà không nói được lời giải thích nào. Cô nước mắt tuôn trào chĩa súng vào anh. Anh cũng đau khổ nhìn đứa em gái thất lạc 25 năm qua. Anh nhẹ nhàng nắm tay gọi Kang Hee nhưng cuối cùng cô cũng nổ súng. Anh tức giận tát cô ngã nhào rồi biến mất. Cô tức giận hét gọi Kang Ta nhưng anh chỉ núp một góc quan sát cô. Ai ngờ bị Che Jun chĩa súng vào. Nếu anh kháng cự thì em gái của anh sẽ bị quăng xuống sông đấy. Thế là Kang Ta đành chấp nhận để bọn chúng đánh tơi tả. Bên này Xiaomi Su thất thần trở về đồn ra lệnh điều tra hết toàn bộ bệnh viện. Ai đến bệnh viện trị thương đều phải báo lại với cô. Hiện tại Michael đã bị chúng bắt trói tại nhà chủ tịch Trang. Che Jun điên cuồng đánh Michael tới tấp. Trong khi đó Xiaomi Su đến tìm Jin Bobe hỏi cho Kang Ta đang ở đâu. Mẹ cô nghe thấy liền chạy ra hỏi. Vì sao đến giờ con còn liên lạc với tên giết người đó? Không lẽ trên đời này hết đàn ông rồi sao? Nhưng Jin Bobe nói không hề biết anh đang ở đâu. Quay lại với Michael, hai ông già đều hả hê khi đã bắt được anh. Lúc sau chủ tịch Han bảo mọi người nên ra ngoài hết. Ông ta đứng lên hỏi ngươi muốn công khai mọi chuyện của chúng tôi ra ngoài. Ngươi tưởng như vậy là những thành tích của chúng tôi sẽ sụp đổ sao? Vậy tại sao các người không giết ta đi? Đúng là bố nào con ấy. Năm xưa chúng tôi không định giết bố cậu nhưng tại vì ông ta cứng đầu quá lúc nào cũng nguyên tắc. Không còn cách nào khác chúng tôi phải xử lý ông ta. Bốn người chúng tôi mỗi người cho ông ta một nhát. Bây giờ tôi cũng sẽ cho cậu nếm trải mùi vị mà năm xưa bố cậu đã trải qua. Hắn tra tấn và bắt anh phải khai ra nơi giữ những tài liệu bí mật của hắn. Nhưng anh vẫn cương quyết không nói cho hắn biết. Lúc này Dennis vô cùng lo lắng vì đã mất liên lạc với sếp. Ông Tebo về nói cho Jean Bobe biết lý do vì sao Michael phải làm như thế. Bởi vì năm xưa bốn người chủ tịch Kang, trưởng quan Lee, chủ tịch Trang và tướng quân Han đã hãm hại bố mẹ Kang ta. Trang Ho vui mừng tới báo cho Vivian Castle biết Michael đã bị bắt. Nhưng khi cô hỏi nhốt ở đâu thì anh ta không nói. Thế là cô dùng mỹ nhân kế để anh ta nói ra. Anh ta nói Michael hiện đang được nhốt dưới hầm nhà anh ta. Cô không nói gì dúi đầu nhẫn chạm nhẹ vào má thì Trang Ho đã ngủ say. Dennis ở đây lo lắng không biết sếp đang ở đâu thì nhận được tin anh đã bị nhốt dưới hầm nhà chủ tịch Trang. Phải cứu anh ấy ra ngay bây giờ. Bên này Xiaomi Su cũng nhận được video cho thấy Che Jun đã bắt Michael. Cô ra lệnh cho mọi người xuất phát đến nhà chủ tịch Trang lục soát. Dennis và ông Tebo cũng giả làm nhân viên điện lực đến nhà chủ tịch Trang. Bảo vệ yêu cầu được kiểm tra hộp đồ nghề. Sau đó hai người đã được phép vào nhà. Ngay lúc này xe cảnh sát cũng tới nơi Xiaomi Su vào gặp Che Jun và Trang Ho. Cô đưa hình hỏi người này đang ở đâu nhưng Trang Ho giả vờ không biết. Cô ra lệnh cho mọi người lục soát toàn bộ nơi này. Cảnh sát vào nhà tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Thế là cô cho mọi người ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Bên này Dennis và ông Tebo cũng đã xuống được tầng hầm. Ông Tebo mở được cửa ra thì nhìn thấy sếp đang bị treo ở đó. Cảnh sát Seo cũng nhận được tin mau xuống tầng hầm. Khi cô đi xuống thì không thấy ai hết. Nhưng khi nhìn những vật dụng tra tấn ở đó cô đặt ra một dấu hỏi. Jean Bobe bên này nhận điện thoại của ông Tebo. Cô vội chạy đến gặp Michael. Nhìn anh bị thương nặng như thế cô rất đau lòng. Cô nắm tay anh nói. Xin hãy cho em ở bên cạnh để bảo vệ anh. Michael nhìn cô cười nhẹ rồi lắc đầu. Ở bên cạnh anh rất nguy hiểm. Sau đó cô hỏi ông Tebo vì sao anh lại bị thương nặng như thế. Tất cả là do tên Che Jun hết, hắn đúng là một kẻ độc ác. Cảnh sát Seo ngồi xem lại hình chụp lúc bố bị bắn. Bất ngờ cô thấy bảng ghi chép bố nhóm máu O. Thế là cô bảo Van Bo đưa văn kiện tới cho mình xem. Theo văn kiện cô gọi đến khoa sản hỏi về tài liệu của Xiaomi Su trước đây. Cô được bệnh viện xác nhận, bệnh nhi lúc 3 tuổi đã tử vong trong ca phẫu thuật cấy ghép tim. Cảnh sát Seo lang thang đi ngoài đường tự hỏi, mình đã chết rồi sao? Bố ơi con là con của ai vậy? Hôm sau cô đến gặp chủ tịch Han hỏi về vụ án của 25 năm trước cảnh sát Choi Hae-ryong. Kinh cho rằng bố anh ta đã bị oan ức. 25 năm trước ông và cảnh sát Choi cùng nhau điều tra vụ án chất độc. Nhưng mà lúc đó người đi tố cáo cảnh sát Choi chính là ông. Không sai vì tôi không thể chấp nhận một cảnh sát đồi bại này. Thì ra là vậy. Cô cúi đầu chào rồi ra về trong im lặng. Nhưng khi cô ra đến xe thì lại có người đeo mặt nạ đến bịt miệng đâm cô ngất đi. Hắn vác cô lên vai thì Michael xuất hiện. Tao đã cảnh cáo mày đừng động vào em gái tao mà. Anh tức giận đánh tay đôi với hắn một trận làm hắn bất tỉnh. Anh lo lắng bế em gái chạy vào bệnh viện. Lúc này hình bóng hai đứa trẻ cõng nhau hiện về. Cuối cùng cảnh sát Seo cũng tỉnh lại trong bệnh viện. Cô nghe y tá nói,
người giám hộ cho cô là anh trai Choi Kang-ta. Cảnh sát Seo liền chạy ra gọi anh. Đừng tưởng cứu tôi là anh có thể trục hết tội của anh. Tôi đã hứa trước mộ bố tôi là sẽ bắt cho được người đã giết ông. Nhưng Michael không nói gì, quay người bỏ đi. Về tới căn cứ, Dennis không hiểu vì sao sếp lại không nói mình là anh trai cô ấy và giải thích hiểu lầm là sếp đã không giết bố cô ấy. Tôi chưa từng hối hận vì những việc đã làm, nhưng đứng trước mặt một cảnh sát tôi lại mất tự tin. Hôm sau, Michael đứng ra phát biểu về IT City. Bên trong đó có cả người mà anh đã từng đào tạo để cài vào. IT City là một dự án vô cùng hoành tráng. Nơi đó sẽ lấy sản nghiệp du lịch làm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đây chính là một nơi du lịch nghỉ mát mà các vị mong chờ. Tôi tin rằng các tầng lớp thượng lưu trên thế giới đều sẽ thích nơi này. Thành phố này có thể làm hài lòng hết niềm hy vọng của mọi người. Kết thúc phát biểu, mọi người vỗ tay rầm rộ. Chủ tịch Trang đang ngồi nói chuyện với trưởng phòng Kim thì Trang Ho chạy vào báo. Chủ tịch Cổ đang tập trung các nhà đầu tư Trung Quốc mở cuộc phát biểu về IT City. Thế là hai ông già ngồi bàn bạc cùng chủ tịch bên công ty Nhật và người của Kang-ta. Anh Nhật Bản giới thiệu thêm cho hai ông già nhà đầu tư. Đó là cô Anh Tử đến từ Nhật Bản. Trưởng phòng Kim tỏ ra quen biết doanh nhân Anh Tử này từ lâu. Bà còn giới thiệu người đi theo là luật sư quốc tế quản lý tài sản của tôi. Bà nói muốn đầu tư vào một mảnh đất tầm 800 tỷ. Hai ông già nghe nói liền khoái chí. Lúc này ở đồn cảnh sát có người đem kết quả xét nghiệm N gửi cho cảnh sát Seo kèm lời nhắn gặp mặt. Người của Che Jon mở ra thấy liền báo lại cho hắn. Ở căn cứ, Dennis bảo sếp nên ghé qua biệt thự một chuyến vì tôi đã gửi bản xét nghiệm cho em gái anh rồi. Cảnh sát Seo đang chờ ở biệt thự thì Michael đến. Bên ngoài, Che Jon cũng đã xuất hiện. Anh tưởng rằng tôi là em gái anh sao? Đó chỉ là kế hoạch tác chiến để dụ anh cắn câu thôi. Em hãy nhớ lại đi. Thời gian ấu thơ ở bên bố mẹ và thời gian cùng anh vui đùa bên bờ biển. Nhưng cô vẫn không tin mình là em gái anh. Cô đưa bản xét nghiệm đã nhận cho anh. Muốn thay đổi cái này là việc hết sức đơn giản đúng không? Bên ngoài, Che Jon theo lời bố dặn phải làm sao để em gái hắn xuống tay với hắn. Bởi vì nếu Michael bị xử lý trong tay chúng ta thì tay chân hắn sẽ công bố tội danh chúng ta cho công chúng biết. Michael kể cho em gái vào một ngày trời đổ tuyết lớn chúng ta đã cùng nhau đắp người tuyết đợi bố về. Chính ngày hôm đó bọn chúng đã hãm hại bố chúng ta. Anh đã tận mắt chứng kiến một cách rõ ràng. Nhưng nghe xong cô vẫn không tin, còn rút súng ra khẳng định tôi là Seo Mi-su không phải Choi Kang-hee. Bố đã từng nói nếu bố không còn nữa anh phải bảo vệ em và mẹ. Vì muốn thực hiện lời hứa đó anh đã quay trở về. Che Jon bên ngoài nóng lòng mong cô mau bắn đi. Thấy cô cứ chần chừ thế là anh ta xông vào nổ súng bắn Michael. Với trình độ thượng thừa, Michael đã tránh được những phát đạn điên cuồng của hắn. Thế là hắn bắt cảnh sát Seo làm con tim và bắt anh phải bước ra ngoài. Cuối cùng anh đành phải bước ra trước mặt hắn. Cảnh sát Seo còn chần chừ gì mà không xử hắn đi. Chính hắn là người đã hại bố cô đấy. Người hãm hại bố em không phải là anh mà chính là hắn. Em đừng tin lời hắn. Cảnh sát Seo bối rối không biết đâu mới là sự thật. Cô cầm súng lên chĩa vào Che Jon rồi lại quay qua chĩa vào Michael. Ba người cứ thế cho đến khi cảnh sát đến còng tay Michael dắt đi. Sau đó cô cầm súng chĩa vào Che Jon hỏi anh. Anh hãy giải thích chuyện lúc nãy là thế nào và vì sao. Anh biết chuyện này là chuyện bất đắc dĩ thôi. Còn GPS của cô đang mở nên tôi mới biết chỗ này. Thế là cô đành ra xe chở Michael về đồn. Trên xe, Michael lén mở còng số 8 bằng chìa khóa mà tiến sĩ đã đưa trước đây. Đằng sau, Che Jon đuổi theo xả súng tới tấp vào xe cảnh sát. Hắn cố tình muốn xử cho bằng được Michael. Xe lúc này liền bị mất lái và lao xuống dốc. Che Jon xuống xe cầm súng đi tới. Lần này tao nhất định phải xử lý mày nhanh gọn. Ai ngờ anh nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa nên đành phải rút lui. Michael đến bế em gái ra ngoài. Dennis và ông Tebo hỏi sếp không bị sao chứ. Anh bảo mọi người hãy cứu bọn họ ra ngoài. Che Jon gọi báo cho bố biết đã thất bại nữa rồi. Anh tức tối không thể chấp nhận điều này nên định dùng súng để tự kết thúc cuộc đời. Nhưng cuối cùng lại không có can đảm làm điều đó. Hôm sau, Jin Bobe đến gặp chủ tịch Han hỏi về vụ án của Choi Hae-ryong vào 25 năm trước. Nhưng cô lại nhận được một tin đau lòng rằng bố cô chính là chủ tịch Trang. Cô nghe mà nước mắt tuôn trào rồi quay đi thì gặp Che Jon. Anh hỏi đó là sự thật sao bố. Đúng, cô ta chính là con gái riêng của chủ tịch Trang. Cảnh sát Seo nhớ lại lúc bị Che Jon khống chế để Michael bước ra mà vô cùng bối rối. Thế là để biết rõ sự thật, cô bảo Van Bo đến phòng quản lý hồ sơ của Cục Quốc gia lấy bản xét nghiệm về dùng cô. Đang ngồi xem lại hình của gia đình cảnh sát Choi thì Van Bo gọi báo. ADN trên áo khoác của King và N của tổ trưởng gửi đến là đồng nhất. Nhưng có điều là bọn họ nói đã thông báo với Che Jon rồi. Cảnh sát Seo bây giờ mới chấp nhận sự thật mình là Choi Kang-hee, em gái của King. Đồng thời cô cũng nhận ra bấy lâu mình đã bị Che Jon lợi dụng. Quay lại với Jin Bobe. Cô về nhà hỏi mẹ có phải chủ tịch Trang là bố mình không. Cô nhìn mẹ mà không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Tuy vậy cô vẫn đến gặp chủ tịch Trang để hỏi cho rõ. Nhưng ông lại nghĩ, hai mẹ con cô chỉ vì muốn đòi tiền từ ông nên mới kiếm chuyện. Jin Bobe cảm ơn ông vì đã không nhận mình, bởi vì tôi không bao giờ có một người bố như thế. Cô tức tối liền bỏ đi. Changi bên này lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh bảo vệ 24/7. Michael gọi bảo cô hãy lừa bọn chúng trốn đi. Thế là cô giả vờ vào nhà vệ sinh để bắt anh ta ở lại giữ đồ cho mình. Cô vui mừng chạy ra ôm chầm lấy Michael. Sau đó anh chở cô ra bờ sông. Changi muốn từ bỏ tất cả để đi cùng Michael nhưng anh nói không được, chúng ta cần phải trở về. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nữa mà. Nghe vậy Changi cảm thấy rất vui liền ngã vào lòng anh. Bên này cảnh sát Seo đang uống rượu thì Jin Bobe đến.
Cảnh sát Seo nói với Jin Bobe rằng tôi không thể nhận Choi Kang Ta làm anh trai được. Trên đời này tôi chỉ có một người bố thôi. Cảnh sát Seo, từ bây giờ cô hãy tỉnh lại đi. Vụ án 25 năm trước bốn người họ đã giấu một bí mật rất lớn. Tôi sẽ tiếp tục điều tra vì Michael. Đây là con đường tôi đã chọn. Cảnh sát Seo bảo trước tôi vì báo thù dần dần đánh mất bản thân. Tôi không thể dùng những hành động bất nghĩa để chống lại những sự việc bất nghĩa. Ở căn cứ, Dennis bảo hôm nay trong cuộc họp thuyết trình đầu tư trong khu vực, Chủ tịch Trang sẽ có bài phát biểu vô cùng đặc biệt về ITCT. Ở đây Chủ tịch Trang đang tập, trước khi lên phát biểu thì người của Michael hô cháy. Thế là mọi người bỏ chạy tán loạn để ra ngoài. Dennis cũng chạy tới bảo xe lăn không xuống được nên tôi đến phụ trách dẫn Chủ tịch Han chạy đấy. Dennis vừa đưa Chủ tịch Han đi thì Michael xuất hiện chặn vệ sĩ ông lại. Dennis đẩy ông một đoạn tới chỗ thang thoát hiểm rồi bỏ đi. Bên ngoài phóng viên đang đưa tin vụ cháy. Mọi người hô hoán Chủ tịch Han còn ở bên trong. Mau chóng cứu người. Thật tình cờ và thật bất ngờ. Ông không cần xe lăn nữa mà chạy bằng hai chân ra ngoài. Ai cũng bất ngờ vì chân ông không hề bị thương. Phóng viên vội chạy tới vây quanh chụp hình và thế là tin tức được đưa lên rầm rộ. Câu chuyện của Chủ tịch Han vào 15 năm trước cũng được đào lại. Lúc đó ông đang chịu sự điều tra về chiếm dụng công quỹ. Nhưng do ông đã cứu một binh sĩ nên dẫm trúng mìn làm bị thương ở hai chân. Nhờ đó mà ông được phong làm anh hùng. Câu chuyện điều tra cũng vì thế mà dừng lại. Nhưng ai ngờ câu chuyện ngày hôm nay mới biết tướng quân Han đã lừa dối nhân dân. Chủ tịch Trang cũng tỏ ra bất mãn với Chủ tịch Han. Không ngờ ông ta lại làm như vậy. Bỗng vệ sĩ chạy vào báo tiểu thư Trang Ni bị mất tích. Trong khi đó thì Michael đang chở cô đi dạo. Ở trong bệnh viện, Chủ tịch Han trợn mắt xem tin tức nói về mình. Ông tức giận ném luôn điều khiển TV đi. Che John đi vào hỏi việc này có phải sự thật không hả bố. Vì bị tình nghi chiếm dụng công quỹ nên bố mới diễn ra màn kịch này. Lúc đó bố không còn cách nào khác. Nếu bị trình báo lên tòa án quân sự bố sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Cái thằng nhãi đưa bố đến cầu thang thoát hiểm chính là tay chân của Kinh. Han biết bố coi trọng danh dự nên đã bôi cho chát chấu lên mặt bố. Con phải tìm mọi cách xử lý bằng được cái tên Kinh đó. Chủ tịch Trang đang nói về giá cổ phiếu với giám đốc Lee thì Trang ho vào. Hắn lo lắng vì do bê bối của Chủ tịch Han nên các nhà đầu tư rút hết vốn lại. Bỗng Che John gọi bảo Trang Ho hãy đến gặp Vivian Castle. Lúc này Che John đang ở cùng Vivian Castle thì Trang Ho đi vào. Che John cho Trang Ho biết Vivian Castle chính là cánh tay đắc lực của Kinh rồi bỏ đi. Trang Ho đau khổ hỏi Vivian Castle không phải như thế phải không? Anh nhào tới định xử cô nhưng Vivian Castle tức giận xô anh ra. Cô định đâm Trang Ho thì bị vệ sĩ của anh ta ngăn lại. Bên này Trang Ni cùng Michael đến một ngôi làng nhỏ du lịch. Nhưng sau đó anh cho cô uống chút rượu có thuốc mê để cô ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn dặn anh không được đi đâu cho đến khi cô tỉnh dậy. Michael cũng đau lòng khi nhìn cô si tình như thế. Rồi anh mở điện thoại quan sát nhà Chủ tịch Trang. Lúc sau anh đã có mặt ở đó. Michael bước tới giải quyết nhanh gọn ba tên ngoài sân. Sau đó Trang Ho đi ra cũng bị anh khống chế. Chủ tịch Trang ra tìm con trai cũng bị anh đấm một phát ngất đi. Anh treo hai bố con họ dưới tầng hầm nơi anh từng bị nhốt. Michael dùng roi quất dọa làm hai bố con run rẩy. Michael hỏi ông có biết Jin Bobe là con gái ông không? Trang Ho ngạc nhiên hỏi. Sao con nhỏ phóng viên đó là con bố được? Ta không biết đứa con gái đó, ta không quan tâm. Tóm lại nếu ta chết nó cũng sẽ chết. Đúng là con người tuyệt tình dám đem sinh mệnh con gái mình ra mà đánh cược. Loại người như ông không đáng làm bẩn tay tôi. Nói xong anh liền bỏ đi. Trên xe anh gọi cho Dennis bảo anh xác nhận bên Bobe có xảy ra chuyện gì không. Tiện thể xác nhận xem Vivian Castle luôn. Dennis thắc mắc vì sao phải xác nhận Vivian Castle chứ? Ở nhà Jin Bobe, ông Tebo bảo sếp ra lệnh cho ta phải bảo vệ cháu. Từ bây giờ cháu phải cẩn thận một chút. Michael về căn cứ thì được Dennis báo Jin Bobe rất an toàn nhưng Vivian Castle thì bị bắt rồi. Chính là tên Basco đã bắt cô ấy. Ở đây Vivian Castle bị trói. Cô hỏi Basco ở Las Vegas chắc là biết Kinh chứ hả? Không, tôi không biết hắn. Vậy bên đó trả anh bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đáp ứng mà. Hợp đồng ký bên đó trước nên tôi không muốn vì tiền mà phản bội đâu. Lúc này Dennis cũng đang cố gắng tìm vị trí của Vivian Castle. Nói đến cảnh sát Seo đang tập trung điều tra về mối quan hệ của những người có liên quan. Cô xem lại hình chụp lúc bố bị bắn. Van Bo bước vào cho biết rất khó để xác định là Kinh làm. Vì trên người ông có rất nhiều vết thương và keo dán ở miệng nữa. Cảnh sát Seo nhớ đến lúc gặp bố ở nhà Chủ tịch Han và lúc thấy ông bị hãm hại. Cô nghĩ nếu Kinh không làm chắc chắn là do Che John. Thế là khi Che John vào xe thì cô xuất hiện chĩa súng vào anh. Cô liền tịch thu súng anh ta mang theo. Nếu như ngộ nhỡ bố anh giết bố ruột tôi còn anh giết bố nuôi tôi thì sẽ như thế nào? Vậy thì lập tức mở súng bắn đi, còn nếu không thể khẳng định thì xuống xe đi. Nhất định lần sau tôi sẽ cầm lệnh bắt để thực hiện nguyện vọng của anh. Michael cũng ngồi trong xe quan sát sự việc này. Khi hắn vừa lái xe đi thì anh bước ra. Tôi không nhớ gì về chuyện của 25 năm trước cả. Nếu bọn chúng có tội tôi sẽ dựa vào luật pháp để bắt chúng. Còn nữa, điều này cũng có hiệu lực với anh. Nếu anh có tội tôi cũng sẽ bắt anh. Bên này hai bố con Chủ tịch Trang vẫn bị trói dưới hầm. Họ cố gắng hết sức kêu cứu dưới hầm. Bảo vệ bên ngoài nghe thấy nên vội vã chạy vào cởi trói cho họ. Quay lại với Trang Ni. Khi tỉnh dậy cô không thấy Michael đâu. Cô lo lắng nghĩ anh lại bỏ em một mình rồi. Anh bất chợt từ ngoài bước vào, cô vội vã nhào tới ôm lấy anh. Cả buổi tối anh vẫn ở bên cạnh em đúng không? Thấy anh gật đầu cô rất vui. Cô rủ anh cùng ra ngoài ăn sáng nhưng Michael từ chối vì sáng nay có cuộc họp. Anh hôn lên tay Trang Ni và theo đó là một chiếc nhẫn.
Điều đó làm cô cảm thấy thật hạnh phúc mà ôm anh. Ở bệnh viện, chủ tịch Ha nhận cuộc gọi yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị. Lúc này Che Jon đi vào. Ông bảo con trai cùng đi với mình đến công ty. Đến công ty ông hỏi ai là người muốn cắt chức ta. Lần này vì chuyện của chủ tịch mà hình tượng công ty chúng ta đã xấu đi rất nhiều. Chỉ có ngài mượn cơ hội này tạm thời từ chức thì may ra mới vớt vát được một chút. Ông tức giận hỏi tập đoàn này do ai xây dựng nên. Bây giờ tôi đã hồi sinh rồi. 15 năm trước tôi phải nhờ xe lăn đi lại. Bây giờ tôi đã có thể đứng lên vững vàng rồi. Ông giới thiệu người kế nhiệm tiếp theo sẽ là con trai độc nhất Han Che Jon. Mọi người tuy không hài lòng nhưng không ai dám phản đối, đành vỗ tay hưởng ứng. Che Jon ngồi vào ghế chủ tịch, hứa sẽ đưa tập đoàn trở nên hùng mạnh. Còn ở nhà, chủ tịch Trang đang gọi điện nói hôm qua mình bị kinh nhốt dưới tầng hầm. Trang Ni về tới nhà liền nghe thấy điều này. Cô liền bảo cả ngày hôm qua Michael ở khách sạn cùng con mà. Vậy có thể Michael không phải là kinh. Thế là bố cô bảo, có thể do cô bị bệnh nên bắt vệ sĩ đưa cô nhốt về phòng. Dennis ở căn cứ cùng ông Tebow đang ngồi xem họ. Ông Tebow tò mò sao sếp lại hẹn hò với con gái chủ tịch Trang. Bởi vì cô ấy cũng nằm trong kế hoạch tác chiến lần này. Lúc này Michael đi vào hỏi về tình hình Vivian Castle thì Dennis cho biết, cậu vẫn chưa xác định được vị trí của Vivian Castle và Basco cũng chưa thấy về. Vivian Castle bên này đang bị nhốt thì Trang Ho bước vào hỏi về chỗ ở của Michael. Cô lại trêu chọc anh ta là con cún con rồi cười khỉnh. Hai ông già đang bàn kế sách để đối phó kinh. Chủ tịch Han đề nghị chủ tịch Trang hãy lợi dụng con gái mình là Jean Bobe để dụ hắn. Trong khi đó Che Jon đang làm việc thì cảnh sát Van Bo đến. Về đồn cảnh sát Seo đưa ra hình chụp bố lúc bị trúng đạn hỏi Che Jon. Một lần nữa cô đã phải chịu thua hắn. Che Jon còn cho cô biết 25 năm trước người phóng hỏa đốt nhà cô chính là người bố đã nuôi cô khôn lớn. Cảnh sát Seo cảm thấy vô cùng bối rối. Cô nhớ lại những gì Che Jon nói rồi gọi hẹn gặp Jean Bobe. Ở đây Jean Bobe khuyên cô nên đến gặp anh trai mình để hỏi rõ sự thật. Trong khi đó hai bố con chủ tịch Trang mang quà đến nhà Jean Bobe. Mẹ cô chạy ra thấy họ thì hết hồn. Thấy vậy ông Tebow gọi báo cho Jean Bobe biết. Trong lúc đợi Jean Bobe về, hai bố con ngồi mở quà ra ăn ngon lành, sau đó lại nằm ngủ tại chỗ. Tức giận mẹ cô đem nước ra hất vào người họ và đuổi về. Michael đang chở Trang Ni đi dạo ở IT City. Sau đó anh đến gặp Jean Bobe. Cô định nói cho anh biết bố mình chính là chủ tịch Trang nhưng Michael bảo anh đã biết rồi. Dù thế nào ông ấy cũng là bố em. Em không thể nào nhận người bố như thế nên em vẫn quyết định điều tra cho đến cùng. Nhưng dù gì em cũng muốn xin lỗi anh Michael. Anh nhìn cô không nói gì mà ôm cô vào lòng. Lúc này Che Jon đến gặp Vivian Castle hỏi kinh đâu rồi. Hắn điên cuồng đánh tới tấp vào cô. Bên này chủ tịch Trang đang nhờ anh Kim đẩy giá cổ phiếu lên. Anh Kim đề nghị hai bố con nên bán hết cổ phần ra. Nhưng ông lo lắng nếu bán ra hết lỡ gặp sự cố gì thì sao. Trang Ho khuyên bố an tâm vì còn 3% cổ phần của Trang Ni nên không sao. Thế là ông quyết định tin vào anh Kim bán hết cổ phần của hai bố con. Dennis báo với Michael cổ phần của hai bố con ông Trang đã được bán ra ngoài. Được lệnh từ sếp, Dennis bắt đầu mua hết các cổ phần đó về. Che Jon đem máy tra tấn vào để tra tấn Vivian Castle khai ra kinh. Hắn đâm vào da thịt cô đau đớn chỉ biết la hét. Cuối cùng không thể chịu nổi sự tra tấn của hắn, Vivian Castle khai ra mã ID mà anh ta có thể tiếp cận. Michael lúc này nhận được tin nhắn. Nếu hôm nay ở quảng trường kinh không đến thì anh sẽ không còn cơ hội gặp mặt Vivian Castle nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Michael quyết định đi cứu Vivian Castle. Mặc dù Dennis hết lời khuyên can nhưng anh vẫn quyết định đi. Anh hỏi sếp tiến sĩ là vì ai mà thiệt mạng. Tại quảng trường, Vivian Castle đứng đợi Michael đến cứu. Cô nhớ đến lần đầu tiên được anh cứu ra từ bọn bắt cóc. Sau đó cả hai cùng nhau tập luyện kiếm rồi còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Nhưng cuối cùng cô đã phản bội anh một cách đau đớn. Nhưng anh đã không xử lý cô mà còn cứu cô lần nữa. Vivian Castle thật không dám nhớ tới nữa vì cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Bọn họ nôn nóng vì không thấy Michael xuất hiện. Thế là Che Jon chĩa súng vào đầu Vivian Castle gọi Michael xuất hiện. Nếu anh không xuất hiện thì hắn sẽ xử lý cô. Bỗng Michael ném phi tiêu trúng tay Che Jon làm súng rơi xuống. Basco tiến tới tấn công Michael. Hai người Ho đang trao đổi võ công thì Vivian Castle thấy Trang Ho đang nhắm súng chuẩn bị bắn anh. Cô không nghĩ ngợi gì liền chạy tới bên Michael đỡ lấy hai phát đạn cho anh. Trước khi ra đi cô xin anh hãy tha thứ và còn không quên nói em yêu anh. Michael đau đớn ôm cô vào lòng hét gọi Vivian Castle hãy tỉnh lại đi em. Ăn hai phát đạn thì tỉnh thế quái nào được hả các bạn. Tức giận anh đặt Vivian Castle nằm xuống tiến tới chĩa súng vào Trang Ho. Lúc này Che Jon cũng chĩa súng vào anh. Michael bắt Trang Ho đến bế Vivian Castle lên. Lần sau ta nhất định không tha cho các ngươi. Dennis chạy xe ném Trang Ho ra đường. Trên xe Michael ôm Vivian Castle trong đau khổ. Anh nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau cùng cô. Những lời nói yêu thương cô dành cho anh mặc dù luôn bị anh từ chối. Che Jon về nhà gặp bố. Ông bảo chúng ta không nên đối đầu với kinh nữa bởi vì bố không muốn mất con. Che Jon không chấp nhận điều này. Bằng mọi cách con nhất định phải xử lý được hắn. Ở căn cứ Michael đi ra bảo trò chơi giờ mới bắt đầu, nợ máu phải trả bằng máu. Sau đó ông Tebow về nói cho Jean Bobe biết chuyện của Vivian Castle thì hai bố con chủ tịch Trang mò đến. Ông xin Jean Bobe hãy tha thứ cho mình vì ông muốn tìm lại đứa con bị thất lạc. Bỗng mẹ cô về bảo họ hãy mau ra khỏi nhà mình ngay. Nhanh trí ông chạy theo bà vào phòng quỳ xuống xin bà tha thứ cho mình. Tức giận bà hỏi ông cần gì thì hãy nói ra mau đi. Ông bảo người đang muốn giết tôi là kinh nhưng mà nó lại quen với Jean Bobe. Bên ngoài Jean Bobe tức giận hỏi anh.
bảo tôi cầu xin Michael tha mạng cho anh à? Không phải cầu xin đâu em gái, chỉ cần hắn chịu hứa sẽ không giết chúng ta thôi. Trang Ho quỳ xuống xin Jin Bobe hãy giúp đỡ mình. Sau đó hai bố con lên xe về. Trên xe, chủ tịch Trang bảo con nha đầu đó thật là vô tình. Quay lại với Michael đang ở căn cứ thì Jin Bobe tới gặp. Anh chở cô đi ra ngoài nói chuyện, hai người cùng đi dạo. Cô nói rằng em muốn ở bên anh. Jin Bobe à, anh chưa làm được gì cho em và cũng không thể ở bên cạnh em được. Em tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được ở bên nhau mà. Michael nhìn cô cười rồi cả hai trao nhau nụ hôn. Sau đó họ trở về căn biệt thự của anh nằm ngủ trong lòng cô. Jin Bobe vuốt tóc anh, nghĩ mỗi phút giây ở bên nhau em hy vọng anh có thể không nghĩ tới sự thù hận nữa. Hôm sau tại đồn cảnh sát, Van Bo chạy vào đưa tài liệu và nói. Và mấy hôm trước tất cả máy tính tại phòng dữ liệu đã bị hacker đột nhập. Camera lúc đó cũng không có quay lại được. Bỗng cảnh sát Seo nhớ lại vào ngày đó cô đã nhìn thấy Che Jon đi ra. Cô liền đến gặp bố con chủ tịch Han hỏi về chuyện 25 năm trước của bố nuôi. Ông cho cô biết chính Seo Hyun đã đốt cả nhà cho He Ryong và bế cô về nuôi. Nhưng cô không tin, còn tuyên bố sẽ điều tra cho ra mọi chuyện rồi bỏ đi. Chủ tịch Han tức giận ra lệnh cho con trai hãy bắt đầu giải quyết con nhỏ này đi. Về phần chủ tịch Trang, cả nhà đang ngồi ở văn phòng thì Jin Bobe đi vào. Trang Lee thắc mắc vì sao cô ta lại tới đây. Ông bảo Trang Ho hãy dắt cô bé đi về nhà. Bobe bảo nếu ông đã làm sai thì hãy thành thật đến gặp anh ta nhận tội đi. Tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi rồi bỏ đi. Trang Ho chạy vào hỏi cô ấy nói sao bố. Nó bảo bố con ta đến gặp hắn ta mà cầu xin được tha tội. Thế là hai bố con chạy tới gặp chủ tịch Han nói hãy cùng đến cầu xin tha tội. Nhưng chủ tịch Han cho biết, em gái Kinh đang điều tra về vụ án của chúng ta rồi. Trong lúc này mà chúng ta nhận tội thì sẽ vào tù ngồi mọt gông. Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể chọn mà thôi. Cảnh sát Seo đang làm việc thì có cuộc gọi báo Michael đang bị thương nhờ cô tới giúp. Cảnh sát Seo lo lắng chạy đi theo sự hướng dẫn của họ. Đến nơi cô đi vào thấy có người đeo mặt nạ đang nằm trên ghế. Cô đi tới hỏi anh bị thương có nặng không. Nhưng khi cảnh sát Seo chòm tới thì người mặt nạ tấn công cô. Khi cảnh sát Seo bị hắn đá một phát thì cô liền rút súng bắt hắn tháo mặt nạ ra. Thì ra người đeo mặt nạ lại là một cô gái. Tôi đến đây là để bắt Kinh nên chỉ cần bắt cô thì hắn sẽ tới. Cô ta đưa tay lên rút cây châm xõa tóc. Cô đá một phát làm cảnh sát Seo choáng váng. Cô đã trúng độc rồi, toàn thân suy yếu không cần phải phí sức nữa. Cảnh sát Seo vẫn yếu ớt cố nhào tới đánh cô ta. Cô bị đá một phát ngã nhào ra ghế. Cô ta tiến tới khống chế cảnh sát Seo. Cô ta đang chuẩn bị đâm cảnh sát Seo thì kịp lúc Michael đến kéo ra. Vậy mà cô ta vẫn ngoan cố cầm cây châm nhào tới tấn công anh. Michael liền tặng cho cô ta một cú đá trồng cây chuối. Cô ta sợ hãi liền bỏ chạy. Trong lúc đánh, Michael bị cây châm độc làm trọng thương. Cảnh sát Seo lo lắng băng lại cho anh, còn bảo anh nên đến bệnh viện để kiểm tra. Michael nói không cần đâu, anh là Super Saiyan mà. Em đã gặp chủ tịch Han nói với ông ta sẽ điều tra lại vụ án nên ông ta muốn xử lý em. Kang Hee à, bọn người đó rất nguy hiểm. Em đừng nhúng tay vào, hãy để cho anh xử lý bọn chúng. Em xin anh đó đừng phục thù gì nữa, hãy để pháp luật trừng trị bọn chúng. Lúc này Dennis chạy xe tới đỡ Michael đi. Trên xe Dennis đưa thuốc giải độc cho Michael uống. Anh nói sau khi hắn tới cầu xin Jin Bobe thì lại quay qua tấn công Kang Hee. Sau đó anh đến gặp Trang Ni. Cô lấy ra một hộp có hai chiếc đồng hồ. Vì anh mà em đã đặc biệt mua nó. Cô đeo đồng hồ vào tay cho anh rồi đưa tay ra cho anh đeo. Trang Ni à, anh xin lỗi em. Nhưng cô không để ý lời xin lỗi của Michael mà vui vẻ lấy văn kiện mà anh đã nhờ cô lấy ra đưa. Lúc này tại công ty Jonmi, anh Kim vào đưa tài liệu về lợi nhuận cho bố con chủ tịch Trang xem. Anh hẹn hai bố con chiều ngày mai sẽ có kết quả. Chủ tịch Trang bảo chúng ta hãy giao toàn bộ việc này cho anh Kim giải quyết. Giờ chúng ta phải đi họp gấp. Tại cuộc họp ban quản trị của tập đoàn Jonmi, các cổ đông yêu cầu chủ tịch Trang nên từ chức. Nhưng ông cho rằng cổ phần của tôi là 48% và con gái tôi 3%, tổng cộng 51% tôi vẫn là cổ đông lớn nhất. Lúc này chủ tịch Cổ và nói tôi có 17% trong công ty này làm hai bố con ngơ ngác. Ông tức giận về nhà ngồi đợi Trang Ni để hỏi cho ra chuyện. Ông hỏi con đã bán hết cổ phần của mình rồi sao? Cô ngơ ngác bảo con không hề bán nhưng có 3%, bố làm gì la lớn thế? Vì 3% của em mà quyền kinh doanh công ty thuộc về người khác đó. Chủ tịch tức giận la hét um sùm cả lên. Trang Ni lo lắng bảo Michael nói muốn hòa giải với bố nên con mới đưa cổ phần cho anh ấy. Chủ tịch Trang chỉ biết kêu trời kêu đất. Trang Ni đau khổ nghĩ không thể nào. Anh ấy sao lại đối xử với mình như thế? Cô lấy điện thoại ra gọi Michael thì không liên lạc được. Cô nước mắt tuôn trào tự hỏi anh lợi dụng em sao Michael. Tại căn cứ, anh Kim nhập dữ liệu cổ phiếu tập đoàn Jonmi rất thê thảm. Hai người hớn hở đập tay chúc mừng. Trong khi đó tại công ty Trang Ho lại không thấy anh Kim đâu. Anh đến mở máy lên kiểm tra thì thấy giá cổ phiếu đã giảm xuống tận đáy. Chủ tịch Trang đến báo cho chủ tịch Han biết tình hình của công ty. Trang Ni đã bị Michael lừa lấy hết cổ phần, còn tên Kim đã gạt chúng ta. Giờ giá cổ phiếu đã giảm một cách thê thảm. Thế là chủ tịch Han đưa ra hồ sơ bảo cô anh Tử là người biết nhìn xa trông rộng. Cô ấy nói những bất động sản xung quanh IT City sẽ tạo dựng cho chúng ta danh tiếng. Cô ấy khuyên chúng ta hãy mua lại bất động sản xung quanh đó. Bỗng thư ký vào đưa bản phân tích giá bất động sản cho ông. Chủ tịch Han vừa xem xong run rẩy hỏi đây là cái gì. Ông lấy điện thoại ra gọi cho cô anh Tử thì được biết họ đã về Nhật Bản rồi. Thế là hai ông già lao đao vì bị ăn trúng quả lừa to tướng. Khi hai ông suy nghĩ lại thì mới nhận ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của Kinh. Chủ tịch Trang khóc than ôm chủ tịch Han hỏi bây giờ tôi và ông phải làm như thế nào đây.
Trong khi đó, Michael ngồi cùng chủ tịch Cổ và chủ tịch B Nhật Bản. Chủ tịch Cổ bảo tập đoàn Hanmi và tập đoàn Yonmi đã bị chúng ta chơi một vố đau. Thị trường bây giờ không còn là của họ nữa rồi. Cả ba cạn ly đi chúc mừng cho phi vụ lần này. Sau đó Michael cùng ông Tebo mời ba người họ uống rượu để cảm ơn. Nếu không có các vị thì kế hoạch này rất khó thành công. Hôm sau Michael giới thiệu về IT City cho các nhà đầu tư. Chủ tịch Han cùng Chang Ho núp một góc quan sát. Sau đó về nhà hai ông già bàn kế hoạch để phá hoại IT City và thế là báo chí đưa tin chủ tịch Cổ cùng Michael. Lúc này Che Jon gọi cho cục trưởng. Anh muốn chứng minh mình không hề cấu kết với Kinh. Ở đồn cảnh sát Van Bo chạy vào báo với cảnh sát Seo rằng bên cục tình báo đang điều tra Michael và muốn chúng ta lập tức bắt hắn. Trong khi đó Che Jon đã có mặt ở IT City. Hắn đứng nhìn Michael đang nói chuyện cùng các nhà đầu tư. Cảnh sát Seo cũng đang trên đường đến IT City theo lệnh bắt anh. Ở đây Chang Ho đến bảo các người đã bị hắn gạt rồi. Michael Kinh chính là Kinh đó. Nghe vậy các nhà đầu tư không rõ chuyện gì nên rời đi còn lại mình Michael. Sau đó bọn chúng cho vệ sĩ đến tấn công anh. Một mình Michael đánh tay đôi cùng bọn chúng. Cuối cùng anh đã bị bọn chúng đánh cho tơi tả. Cùng lúc đó cảnh sát Seo cũng vừa đến. Cô nhìn lên thấy anh đang bị đánh rất thê thảm. Cô nhớ lại tình thương mà anh dành cho đứa em gái. Sự hy sinh cao cả không màng nguy hiểm của anh. Cảnh sát Seo chạy tới hét lên để ngăn cản họ nhưng không được. Khi Michael đã bị thương nặng thì Che Jon ném gậy tới cho Basco tiếp tục đánh anh. Cảnh sát Seo không thấy vậy liền chạy tới bắn chỉ thiên kêu chúng dừng lại. Chúng sợ hãi liền bỏ chạy toán loạn. Cô chạy tới bên anh trai thì Che Jon đi tới. Tôi muốn xem cô làm sao bắt anh ruột của mình. Cô chĩa súng vào Che Jon tức giận mà không thể bắn hắn được. Khi hắn bỏ đi cảnh sát Seo lo lắng đến bên anh trai khóc hét gọi xe cấp cứu. Trên xe cấp cứu tay Michael bị còng. Cô bảo anh hãy dừng tay đi đừng phục thù nữa mà. Em đã nói rồi anh hãy giao toàn bộ lại cho em. Em sẽ dùng pháp luật để giải. Quyết đối với bọn chúng không thể dùng pháp luật được. Anh sẽ lấy đi toàn bộ tài sản của kẻ địch và sinh mạng của chúng. Phục thù có thành công thì bố mẹ cũng đã mất rồi có sống lại được sao? Lúc này tên Che Jon cũng theo sát xe cấp cứu để theo dõi. Michael bảo Kang Hee à anh còn việc chưa hoàn thành anh không thể bị bắt. Anh đừng hy vọng em sẽ thả anh tuyệt đối không được. Lúc này Van Bo gọi cho cô báo xe của Che Jon luôn bám theo chúng ta. Sau khi suy nghĩ hồi lâu Kang Hee bảo anh hãy bắt em làm con tin để chạy thoát. Bởi vì nếu bây giờ em bắt anh toàn bộ tội lỗi sẽ mình anh gánh chịu. Nếu anh có tội em sẽ bắt nhưng bây giờ thì không phải lúc. Cô đưa súng cầm tay anh trai tự bắn vào tay mình. Bên ngoài nghe tiếng súng cảnh sát liền dừng xe lại. Che Jon cũng đi xuống nhìn tới. Michael bắt cảnh sát Seo làm con tin thì Dennis chạy xe đến ném đạn khói bay mù mịt. Anh cảm ơn em gái rồi phóng lên xe chạy đi. Cô nhìn theo xe anh trai chạy khuất dần tự nhủ. Đừng để bị bắt lại nhé choi căng ta. Bên này hai ông già lo lắng vì còn mấy ngày nữa là kết thúc đầu tư vào IT City. Chủ tịch Han bảo không cần lo vì tên đó đang lên đường đến nhà giam rồi. Ai ngờ chủ tịch Trang có điện thoại báo Michael đã chạy thoát nữa rồi. Kang Hee bên này thì được y tá băng lại vết thương. Cô cầm điện thoại lên nhớ lại lúc nãy. Anh bảo mình hãy dùng điện thoại này để liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Y tá vừa ra khỏi thì Che Jon vào. Bắt đầu từ lúc nào mà Kinh lại hy sinh em gái mình vậy? Hắn ta bước tới ấn vào người cảnh sát Seo và nói đừng làm cảnh sát nữa. Cảnh sát Seo gạt tay hắn ra và bảo tôi đã biết được chính anh là người đã hại chết ba của tôi. Tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ bắt anh. Cô làm sao có thể bắt tôi được bởi vì tôi sắp được phục chức rồi bỏ đi. Tại căn cứ chủ tịch Cổ đến bảo những nhà đầu tư nói nếu sếp không giải thích rõ ràng họ sẽ không đầu tư nữa. Michael bảo tôi không thể giải thích được rồi bỏ đi. Hôm sau tại đồn cảnh sát Van Bo vào báo cho cảnh sát Seo rằng cô đang sắp bị điều tra nội bộ. Bởi vì Che Jon gửi hồ sơ lên tổng cục trình báo vụ việc lần này là do cô cố ý thả Kinh. Ở nhà hai bố con chủ tịch Trang đang hối hận vì đã không nghe lời Jin Bobe. May ra nể tình nó là con gái ta nên tha một mạng. Bỗng Trang đi tới nghe thấy hỏi bố nói gì. Jin Bobe là con gái của bố sao? Con nghe nhầm rồi bố chỉ có mình con thôi. Trang đi nghe vậy bực bội bỏ đi. Cô đến gặp Bobe hỏi Michael đang ở đâu. Tại sao cô lại hỏi tôi? Cô đừng nghĩ cô và tôi là cùng bố khác mẹ thì tập đoàn Yonmi sẽ là của cô. Giờ tôi chỉ muốn biết Michael đang ở đâu. Cô biết để làm gì cơ chứ? Bởi vì bố cô 25 năm trước chính là người đã hãm hại bố anh ấy. Jin Bobe tức tối liền bỏ đi. Trang Ly thẫn thờ nghĩ thì ra là vì trả thù anh ấy mới tiếp cận tôi. Sau đó cô chạy về hỏi có phải bố đã hãm hại bố Michael không? Vì điều đó nên anh ấy mới làm thế với con. Bố ơi hiện giờ chưa muộn, bố hãy cầu xin Michael tha thứ đi. Thế là Trang Ho ra hiệu cho vệ sĩ đưa cô về phòng. Trong khi đó ông Tebo đang ngồi uống rượu thì Jin Bobe về hỏi sao ông ngồi ở đây. Vì ta lo cho sếp, việc của sếp đã bị bọn chúng phá hoại rồi. Michael ngồi ở căn cứ buồn nhớ lại lời em gái nói. Dennis à Kang Hee và tôi là hai anh em. Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc giống như lúc 25 năm về trước không? Trong khi đó chủ tịch Han báo cho chủ tịch Trang là đã tìm được người đầu tư. Đó là một tỷ phú ở Mỹ tên David Hẹo. Trang Ni lúc này đang đau khổ khóc ngất vì những gì mà bố đã gây ra cho Michael. Lúc này chủ tịch Trang gọi cho chủ tịch Cổ yêu cầu ông trả lại 17% cổ phần đã mua. Jin Bobe vào bảo đối với Michael không phải là báo thù mà là muốn phục hồi danh dự cho bố anh ấy. Nếu như chủ tịch muốn nói sự thật con sẽ truyền đạt lại cho Michael và cầu xin anh ấy tha thứ. Thế là ông đồng ý kể lại câu chuyện của 25 năm trước. Lúc này Jin Bobe cũng lén mở ghi âm lên. Sau đó cô đến tìm Michael đưa điện thoại cho anh.
Bên này cảnh sát Seo vừa bước xuống xe thì có người đánh ngất rồi vác cô đi. Hắn chở cô đến nhà chủ tịch Trang bắt nhốt cô dưới hầm. Mấy ngày trước anh của cô đã bị treo ở đây, hôm nay lại tới phiên em gái của mình. Che Jun, ngươi đúng là hết thuốc chữa. Hắn tức giận lấy roi định đánh cô thì vệ sĩ đem vào hai cái điện thoại nói của cảnh sát Seo. Hắn liền gọi điện thì Michael bắt máy. Hắn cho anh biết đang treo Choi Kang Hee dưới hầm. Che Jun, tôi khuyên anh đừng đụng tới em gái tôi. Anh yêu cầu được nói chuyện với em gái. Thế là hắn đưa điện thoại cho cảnh sát Seo nói chuyện. Anh đừng đến một mình mà hãy gọi cảnh sát. Hắn lấy lại điện thoại bảo tôi cho anh 2 tiếng đồng hồ để đến đây rồi tức giận tắt cảnh sát Seo. Michael tức giận đứng lên. Dennis chạy vào hỏi sếp đã xảy ra chuyện gì. Che Jun đã bắt Kang Hee rồi, tôi cần đi cứu cô ấy. Lúc này ở nhà chủ tịch Trang, Chani cũng vừa đi ra ngoài về. Cô nhìn xung quanh thấy rất nhiều vệ sĩ liền hỏi có chuyện gì. Vệ sĩ ấp úng thì cô thấy anh trai cùng Che Jun đi ra với vẻ rất đáng nghi. Cô về phòng suy nghĩ không yên thì giật mình khi nghe tiếng đánh nhau bên ngoài. Michael xông vào đánh tay đôi với hai tên vệ sĩ. Bỗng lúc này Chani chạy vào bảo anh trai hãy cứu em, hắn để trái lựu trên người em. Cô mở một nút áo khoác ra cho mọi người thấy. Michael đứng lên ấn vào cổ Chani, đưa em gái tôi qua đây chúng ta sẽ cùng trao đổi. Tức giận Che Jun ra lệnh thả cảnh sát Seo ra. Anh nhìn Chani và cảm ơn cô. Anh bế em gái lên nói trước khi tôi rời khỏi đây nếu ai có động tĩnh gì thì sẽ chết chúng đấy. Chani ngồi khuỵu xuống khóc nức nở. Đến khi vệ sĩ vào mở hết khuy áo ra mới biết đã bị cô lừa. Chang Ho tức giận hỏi sao em lại làm thế. Michael ngồi nhìn em gái đang nằm đó mà đau lòng. Jin Bobe cũng chỉ biết đứng bên cạnh anh mà không nói được gì. Anh rất muốn họ phải nếm mùi đau khổ nhưng mà anh đã hứa với em gái là sẽ không hại ai nữa hết. Nhưng mà anh không thể không lấy mạng bọn họ được. Anh tức giận rồi bỏ ra ngoài. Jin Bobe ngồi bên cạnh Kang Hee nói tôi cũng thế đấy. Cảnh sát Seo à, không thể nào tha thứ cho bọn họ được. Trong khi đó tại phòng cảnh sát Seo, bọn vệ sĩ của chúng đã lục tìm lấy hồ sơ thì cảnh sát vào phát hiện. Bọn chúng nhanh tay liền đánh ngất anh. Hôm sau hai ông già hớn hở nói về việc đã làm cho Michael thất bại trong vụ IT City. Chani đứng ngoài nghe hết mọi chuyện. Cô quyết định lén mở két sắt lấy hồ sơ quan trọng về IT City. Michael, em sẽ làm hết sức để ngăn chặn việc này. Jin Bobe tập trung viết báo nói rõ sự thật câu chuyện của 25 năm trước. Sáng hôm sau chủ tịch Trang hớn hở vì hôm nay là ngày quyết định thắng bại của IT City. Bỗng Trang Ho đem báo vào đưa cho bố xem. Cái con bé Jin Bobe nó đưa câu chuyện 25 năm trước của bố đã làm lên trang nhất của báo rồi. Ông xem mà cảm thấy chóng váng mặt mày. Chắc bố phải out trong tay nó mới chịu. Ở đây chủ tịch Han tức giận khi đọc báo thì Che Jun vào báo cáo. Bên ngoài có rất nhiều ký giả đang đợi để phỏng vấn. Ông ta bảo trước khi sự việc bại lộ chúng ta hãy tranh thủ tới IT City đi. Bên này chủ tịch Trang vừa chạy xe ra cũng bị các nhà báo vây quanh hỏi về câu chuyện 25 năm trước. Chani đau khổ đổ một nắm thuốc ra cho từng viên vào miệng mà nước mắt tuôn trào. Cô nhớ đến hình bóng của Michael, người mà cô đã yêu rất sâu nặng. Jin Bobe bên này nhận được văn kiện Chani gửi đến. Cô nói nhất định phải giao cái này cho Michael vì đây là món quà cuối cùng của Chani. Trong khi đó tại IT City, chủ tịch Han khuyên chủ tịch Trang không cần lo lắng. Sự việc chưa lộ ra thì các nhà đầu tư sẽ đứng về phía ta. Khi bước vào cuộc phát biểu, ông Tebo đến đưa cho chủ tịch Cổ tập hồ sơ. Chủ tịch Cổ mở ra xem rồi ông đi lên đưa cho lãnh đạo. Sau đó ông đứng lên phát biểu về thành phố IT City mà công ty ông sẽ thực hiện. Tiếp theo chủ tịch Han đứng lên phát biểu thì bỗng nghe âm thanh của họ phát ra nói về âm mưu mà hai ông già đã bàn cùng nhau. Họ cho rằng chỉ cần thắng đấu thầu IT City để lấy tiền là được. Đại Hàn Dân Quốc đối với chúng ta không có lợi ích gì. Các nhà đầu tư tức giận, đúng là hành động bỉ ổi. Michael ở căn cứ cũng đang xem tất cả mọi diễn biến ở đó. Các nhà đầu tư vô cùng phẫn nộ khi nghe ông ta nói là sẽ phá toàn bộ sự nghiệp mà Michael gây dựng bấy lâu. Sếp giờ chỉ còn đợi sự phán quyết cuối cùng thôi. Sau khi kết thúc, bên đầu tư tuyên bố quyền kinh doanh IT City sẽ do Michael đảm nhận. Mọi người vỗ tay tán thưởng điều này. Chủ tịch Han hỏi chủ tịch Trang chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tôi chưa dám chắc là có ai đó đã lấy cắp bản hợp đồng rồi. Thế là hai ông già đổ lỗi qua lại rồi kể tội của nhau. Phóng viên chen chúc nhau quay quanh chụp hình. Chúc mừng sếp, mục đích cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Michael ngồi lặng lẽ không nói gì. Có phải anh đang lo lắng cho Trang đi? Tôi sợ cô ấy sẽ sống trong sự dây dứt vì đã phản bội bố mình. Sau đó trên xe về, chủ tịch Trang thắc mắc vì sao họ lại có bản hợp đồng của mình cơ chứ? Không lẽ là do Trang Ni đã lấy đưa cho Michael? Trang Ho lập tức gọi điện về nhà. Trong khi đó ở nhà, vệ sĩ vào phát hiện cô đang bị hôn mê nên bế cô chạy đi cấp cứu. Trang Ho gọi điện hay tin hai bố con liền vội vã chạy vào bệnh viện. Đến nơi, vệ sĩ đưa bức thư tìm thấy trong phòng Trang Ni cho hai bố con. Trong thư cô xin lỗi bố vì đã gây ra sự tổn hại cho ông. Trước khi ra đi, con thành thật rất xin lỗi bố và con cũng rất yêu bố. Đọc xong thư của con gái, ông vô cùng đau lòng. Trong khi đó, Bobe đến chúc mừng Michael đã thành công ở IT City. Hai tập đoàn của nhà họ vì chuyện này mà phá sản. Bây giờ chuyện Michael báo thù giờ cũng nên kết thúc rồi. Bỗng Dennis vào báo Chang Ni đã uống thuốc ngủ để không còn xấu hổ đổi mặt với anh nữa rồi. Bây giờ cô ấy đang trong trạng thái hôn mê. Chủ tịch Han xem lại tin tức mà rụng rời tay chân. Ông cầm gậy đập phá hết mọi thứ. Công ty phá sản thật rồi. Lúc này cổ đông đi vào ném luôn bộ quân phục của ông xuống rồi dẫm đạp lên nó. Bỗng Che Jun đi và đuổi họ ra ngoài. Anh nhìn mọi thứ tan tành dưới sàn rồi đến nhặt mũ lên. Bố à, con đưa bố về phòng nghỉ ngơi nhé. Ngay lúc này anh nhận cuộc gọi báo anh mau đi trốn. Cảnh sát đã phát hiện được dấu vân tay của anh rồi.
Che Jun cho bố biết cảnh sát Seo đang trên đường đến đây bắt con. Ông hỏi có phải là vụ hãm hại Seo Hyun không? Nếu vậy thì con hãy mau trốn ra nước ngoài đi. Không, con đã hứa với bố sẽ thủ tiêu Choi Kang Ta. Nhất định con sẽ làm được rồi bỏ đi. Khi cảnh sát Seo đi vào cầm theo lệnh bắt thì chủ tịch Han mặc quân phục ngồi đó. Cô nói vụ án của 25 năm trước đã bại lộ rồi, ông chính là kẻ đã hãm hại bố tôi. Như thế thì đã làm sao, vì thời gian thi hành án đã hết. Nếu vậy thì ông xem cái này đi. Vụ án trưởng quan Lee là do con trai ông chủ mưu, Chang Ho là đồng phạm. Lần này ông có thuê nhiều luật sư giỏi đi chăng nữa cũng không làm được gì đâu. Ông hãy chuẩn bị tinh thần đi thăm con ông nhé, rồi cô rời đi. Cảnh sát Seo đến bệnh viện đưa lệnh bắt Chang Ho. Ông đau khổ than tất cả là tại tên Choi Kang Ta mà gia đình ta tan nát như này. Trên xe chở Chang Ho về đồn, tên tình báo người của Che Jun lén đưa chìa khóa cho anh ta mở còng. Khi xe vừa dừng đèn đỏ, hắn đánh Van Bo một phát rồi chạy đi. Cảnh sát Seo và Van Bo giáo giết đuổi theo nhưng cuối cùng lại bị mất dấu hắn. Trong khi đó, chủ tịch Cô cảm ơn sếp đã giúp mình trong vụ IT City. Từ hôm nay tôi sẽ không nhúng tay vào việc gì nữa. Lúc này chủ tịch Han gọi cho con trai nói Choi Kang Ta đang có mặt ở IT City. Hắn đang nói chuyện với chủ tịch Cô, con hãy lên kế hoạch đi. Thế là Che Jun mở cốp xe ra, bên trong là một quả bom. Michael đang đi thì có sát thủ tới tấn công anh. Hắn dùng kiếm cố lấy mạng Michael cho bằng được. Với kinh nghiệm 15 năm trong nghề, anh đã cho hắn đi chầu Diêm Vương trong một đòn. Tên sát thủ vừa gục ngã thì chủ tịch Han xuất hiện bắn tới tấp vào anh. Với cơ thể dẻo dai của mình, Michael đã tránh được những phát đạn của ông. Khi súng vừa hết đạn, Michael bước ra bảo ông hãy bỏ cuộc đi. Ông hãy quỳ xuống xin bố tôi tha thứ. Thế là ông ta bước tới quỳ xuống khóc lóc xin lỗi Choi Kang Ta. Hắn tận dụng cơ hội Kang Ta không đề phòng lén rút thêm khẩu súng sau lưng ra bắn anh. Với con mắt nhìn đời của anh đã nhanh tay chụp lại khẩu súng. Tôi sẽ không rớt ông đâu. Tôi sẽ để ông sống và cảm nhận sự đau khổ còn hơn cái chết. Hai người cố ghì cây súng thì có một phát đạn vang lên. Ông ta tự bắn chúng mình và đăng xuất. Che Jun cũng có mặt ở đây. Nghe tiếng súng, anh hét to gọi tìm bố. Khi thấy bố đang nằm đó, Che Jun run rẩy tới ôm chầm lấy ông. Chang Ho đang ngồi ăn thì thấy báo đăng tin truy nã mình. Bỗng TV phát sóng tin tức chủ tịch Han đã đi ngắm gà hoa thân. Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho bố thì điện thoại hết pin. Bên này chủ tịch Chang đang xem tin tức thì Chang Ho gọi tới. Ông khuyên con trai giờ chỉ còn cách đi theo Che Jun thôi. Thế là Chang Ho lén tìm gặp Che Jun. Anh đề nghị Che Jun cùng mình đi tàu trốn qua Trung Quốc nhưng Che Jun không đồng ý. Anh phải ở đây để xử lý cho bằng được tên Kinh. Hôm sau Jin Bobe đang đi thì Che Jun xuất hiện. Hắn cho người tới bắt cô rồi quay video gửi cho Michael hẹn anh đến. Trên xe Jin Bobe hỏi tại sao anh lại trở thành người như thế này. Che Jun hét lên là do tôi muốn nó. Tại đồn cảnh sát Van Bo vào báo vụ án trưởng quan Lee có thấy hai bố con chủ tịch Chang đi vào. Lúc này tại bệnh viện vệ sĩ vào báo có rất nhiều cảnh sát bên ngoài nên khuyên ông trốn đi. Thế là ông giả làm người quét dọn để trốn ra ngoài. Khi ông đang ở khách sạn thì lại bị phát hiện, thế là phải trốn đi tiếp. Ông mò đến nhà gặp mẹ Jin Bobe xin bà cho một chút gì để ăn. Bà khuyên ông nên ra đầu thú đi chứ. Liệu ông chạy trốn như thế được đến bao giờ? Nghe lời bà, ông lấy điện thoại gọi Chang Ho bảo con mau ra đầu thú đi. Cái thằng Che Jun nó điên loạn rồi sao? Lúc đầu bố bảo con theo anh ta, giờ không kịp nữa rồi. Con xin lỗi, tôi mệt mỏi quá sẽ ngủ một lúc. Trong lúc tôi ngủ bà hãy gọi cảnh sát đi. Về đồn, ông nói cho cảnh sát Seo biết Che Jun đã bắt Bobe để tìm cách xử lý Kinh tại IT City đó. Nghe vậy cô gọi điện yêu cầu lệnh xin máy bay trực thăng để hành động. Trong khi đó Michael đang chạy mô tô đến IT City. Anh lái xe xông vào hai sát thủ đang đứng. Lúc này trực thăng của cảnh sát cũng đang được điều động tới. Cảnh sát Seo từ trên cao nhìn xuống thấy họ đang đánh nhau ở phía dưới. Trực thăng hạ cánh, cảnh sát liền chạy xuống. Bên này xe cảnh sát cũng đến nơi bao vây toàn bộ. Thế là Che Jun dắt Jin Bobe rời đi. Michael liền chạy mô tô đuổi theo giáo giết. Đang chạy thì xe cảnh sát chặn giữa đường, hắn buộc phải phanh gấp. Cảnh sát Seo đứng chĩa súng vào hắn nhưng Che Jun điên cuồng xuống xe chĩa súng vào hai anh em Michael. Đồng thời hắn bắt Jin Bobe xuống làm con tim. Choi Kang Ta, mày chọn đi những phụ nữ mà mày yêu đều ở đây, tao sẽ thả một người. Rồi hắn đưa súng bắn vào Kang Hee. Tuy bị trúng đạn, cô cũng cho hắn một phát vào tay làm rơi súng xuống. Michael nhào tới ôm em gái gọi Kang Hee thì Che Jun tới nhặt súng định bắn nhưng lại hết đạn. Michael cầm súng lên thì cô xin anh đừng bắn. Nhưng anh tức giận tiến tới gần Che Jun định cho hắn một phát. Kang Hee đã cầu xin anh đừng bắn vì như thế anh sẽ phạm tội. Anh tức giận ném cây súng xuống biển rồi chạy tới ôm em gái. Che Jun liền lấy mô tô của anh chạy đi. Còn ở đây Kang Hee mong anh sau này hãy sống thật hạnh phúc. Anh à, em thương anh lắm nhưng giờ em phải đi rồi. Michael đau đớn nhìn em gái ra đi trong vòng tay mình. Anh tức giận hết tên Kang Hee thật lớn. Bỗng tên Che Jun lái mô tô quay lại. Thế là Michael đặt em gái xuống lái xe hắn chạy tới. Bỗng hắn dừng xe lại cầm nút nhấn cho xe nổ. Jin Bobe nhìn tới điếng người khi thấy chiếc xe đang bốc cháy. Cô la hét chạy tới gọi Michael. Bên này Chang Ho cũng bị cảnh sát bắt về. Che Jun về công ty uống rượu xem tin tức nói về vụ nổ nhưng lại không tìm thấy thi thể Kinh trong đó. Hiện tại cảnh sát cũng đang truy nã Che Jun. Hắn ngồi nghe tin tức rồi cười, sau đó tự lấy súng kết thúc cuộc đời của mình. Thời gian sau Chang Ni đã tỉnh lại, cô quyết định lên đường đi du học. Trong khi đó ông Tebo đến cửa hàng mua hai chiếc áo tình nhân. Một chiếc ông đem về tặng cho Jin Bobe làm quà. Ông còn bảo hôm nay cháu hãy mặc bộ đồ này nhé. Vâng ạ, hôm nay cháu sẽ mặc.
Thế là cô mặc áo ông tặng đạp xe ra công viên thì nhìn thấy bóng dáng ai đó giống Michael. Jean Bobe liền chạy vào tìm thì không thấy ai. Cô nghĩ chắc mình điên rồi. Michael lén đứng một góc nhìn theo cô. Sau đó anh cùng Dennis ra sân bay trở về Mỹ. Ở đây Jean Bobe đang ngồi viết nhật ký. Cô nghĩ do mình yêu Michael nhiều quá nên đã sinh ra ảo giác. Bỗng có cậu bé đến tặng cô một đóa hồng cùng một tấm thiệp. Jean Bobe nhận lấy cười cảm ơn cậu bé. Cô mở thiệp ra xem bên trong ghi anh đang đợi em Michael. Bobe vui mừng khi biết Michael vẫn còn sống. Cô nhìn lên bầu trời có máy bay đang bay. Cô biết rằng anh đang ở trên đó. Bộ phim tới đây cũng đã kết thúc. Bộ phim đã đưa chúng ta tới từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Thành thật cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi hết bộ phim. Hẹn các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.